người ta từng nói rằng hôn nhân giống như một chiếc hộp chứa đầy những thứ mà họ khao khát nhưng sự thật là hôn nhân bắt đầu như một chiếc hộp trống rỗng phải bỏ thứ gì đó vào trước khi bạn có thể lấy được gì từ đó bạn bỏ vào đó tiếng cười thì bạn sẽ lấy được niềm vui bạn bỏ vào đó những giọt nước mắt thì bạn sẽ nhận lại được sự đau khổ hôn nhân đòi hỏi sự thấu hiểu và nỗ lực từ cả hai phía những gì bạn đầu tư vào đó sẽ quyết định những gì mà bạn nhận lại những điều này không tự nhiên có sẵn mà cần phải được xây dựng và vun đắp từ cả hai phía chỉ khi cả hai cùng nỗ lực đặt vào chiếc hộp đó tình yêu và sự tin tưởng hôn nhân mới thực sự hạnh phúc cô là thu trang cách đây ba năm trang cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cô có một người chồng luôn yêu thương và quan tâm hết mực cùng với một cô con gái hai tuổi xinh xắn và đáng yêu cuộc sống của họ thật đáng ngưỡng mộ gia đình ba người luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui mỗi buổi sáng chàng thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà chàng hí húi ở trong bếp thì minh luân chồng trang nhẹ nhàng đi đến vòng hai tay ôm lấy cô từ đằng sau anh thì thầm vào tai cô em yêu đang nấu món gì thế anh dậy rồi à anh chờ chút, em nấu sắp xong rồi đây. Bánh mì nướng, trứng ốp la, ly sữa, tất cả đã bày sẵn lên bàn chỉ chờ chủ nhân thưởng thức. Luân ngồi vào bàn, hít hà hương thơm tỏa ra từ thức ăn. Thơm quá. Anh ăn đi, nhanh rồi còn đi làm nữa. Em không ăn cùng anh sao? Lát nữa em ăn sao cũng được, em vào coi con như thế nào đã. À em này, mẹ bảo hôm nay mẹ về đấy. Nhanh thế sao ạ? À? Em tưởng đâu là mẹ ở lại chơi thêm với cô bác ở dưới quê chứ. Lâu rồi mẹ cũng không về quê. Cô bác ở dưới đó bận đi làm cả. Mẹ cũng không muốn làm phiền nên đạp dụ xong thì mẹ muốn về luôn. Với lại chắc là mẹ nhớ cháu nội của mẹ đấy mà. Nghe thấy tiếng bé bóng khóc trên lầu. Trang vội vàng chạy lên với con. Luân ăn sáng xong thì thấy còn sớm nên anh giúp vợ dọn dẹp xong xuôi rồi mới đi làm. Đến gần trưa, Trang nghe thấy tiếng xe ở ngoài cổng là bà Mai, mẹ chồng Trang về. Mẹ về rồi ạ, à? mẹ đi đường có mệt không? Mẹ không sao, ngồi trên xe có vài tiếng à? Mà cái bóng đâu rồi, ra đây bà bế tí nào? Bé bóng lon ton chạy lại gần bà nội, miệng bi bô gọi. Ba, ba! Ngoan, ngoan, bà đi có hai ngày mà bà nhớ cục vàng của bà quá. Bóng có nhớ bà không nào? Có, nhớ bà, con nhớ bà. Nhìn hai bà cháu trò chuyện vui vẻ, Trang nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi biết tin Trang mang bầu con gái, bà Mai không mấy vui vẻ. Bà luôn hy vọng đứa cháu nội đầu tiên của mình sẽ là con trai để nối dõi tông đường. Luân là con trai một trong gia đình, trên anh còn có một chị gái đã lập gia đình. Bố của Luân, một cán bộ kiểm lâm, đã hy sinh dũng cảm khi chiến đấu với bọn phá rừng, lúc Luân mới 6 tuổi. Kể từ đó, bà Mai một mình nuôi hai con khôn lớn. Trước lúc lâm chung, bố Luân đã trăn trối với vợ rằng khi con trai lớn lên, hãy để con nối nghiệp mình. Tiếp tục sứ mệnh còn giang dở. Tuy nhiên, Luân không thực hiện được mong muốn đó của bố vì anh đam mê công nghệ thông tin. Bà Mai dù muốn thực hiện di nguyện của chồng vẫn đành lòng để con theo đuổi đam mê. Giờ đây, anh đã trở thành một lập trình viên máy tính thành công. Chính vì vậy, niềm hy vọng duy nhất của bà là có được đứa cháu đích tôn để nối dõi gia đình. Khi biết Trang mang bầu con gái, bà Mai cảm thấy thất vọng vì kỳ vọng của mình không được đáp ứng. Tuy nhiên qua thời gian, bà Mai dần yêu thương và chấp nhận cháu gái của mình. Bé bóng ngày càng dễ thương, đáng yêu. Những khoảnh khắc vui vẻ bên bóng đã khiến bà hiểu ra rằng, dù là con trai hay là con gái, tình yêu và niềm hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng nhất. Mặc dù vậy nhưng Trang biết trong lòng bà vẫn luôn canh cánh về lời trăn trối năm xưa của chồng bà mai biết sức khỏe của trang không tốt nên bà cũng chẳng dám ép buộc con dâu sinh con lúc này trang hiểu nỗi lòng của mẹ chồng nên cô cũng muốn sinh thêm đứa nữa để niềm vui của bà được trọn vẹn công nghệ thời nay hiện đại nên muốn sinh con trai thì chỉ cần sàng lọc tỷ lệ thành công cũng gần như là tuyệt đối nghĩ là làm trang quyết định tự mình đến bệnh viện để tìm hiểu về tình hình sức khỏe của mình sau khi thăm khám bác sĩ thông báo rằng sức khỏe của trang vẫn còn yếu đặc biệt là sau khi trải qua ca sinh mổ lần trước để an toàn thì trang cần chờ ít nhất là 3 năm trước khi có thể nghĩ đến việc mang thai lần thứ hai trang cảm thấy buồn bã khi nhận được tin này và cô trở về nhà với tâm trạng chán nản trên đường về cô nghĩ thôi thì chờ một năm nữa vậy đến lúc đó bé bóng cũng đã lớn sẽ không còn quấy khóc làm tội nữa lúc đó cô sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thấy trang cứ buồn buồn luân lo lắng hỏi em thấy không khỏe hả em không sao chỉ là em có chút chuyện cần phải suy nghĩ em suy nghĩ về chuyện gì nói anh nghe được không sáng nay em có đến bệnh viện em bị gì mà phải đến bệnh viện em không khỏe chỗ nào sao à không em em muốn kiểm tra tình hình sức khỏe của mình xem là có thể mang thai lần hai không em muốn sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn Sao tự nhiên em lại muốn sinh thêm con vào lúc này? Chẳng phải bác sĩ bảo em nên nghỉ ngơi thêm ít năm nữa sao? Với lại con mình cũng hay ốm đau nữa, em phải nghỉ việc ở nhà để chăm con rồi. Anh không đồng ý để em mang thai bây giờ đâu. Anh cũng biết tâm tư của mẹ mà, mẹ luôn tự trách mình vì đã không thực hiện đúng di nguyện của bố. Em không muốn thấy mẹ phải khổ tâm. Thì chuyện đó sau này hãy tính, bây giờ sức khỏe của em mới là điều quan trọng đợi cái bóng nó lớn thêm tí nữa rồi mình sinh thêm em bé em đừng nghĩ ngợi gì nhiều kẻo ảnh hưởng sức khỏe vâng em biết rồi cảm ơn anh đã luôn ở bên em ngọc ạ à, em là vợ anh là mẹ của con anh anh không ở bên em chẳng lẽ lại ở với cô hàng xóm mà thôi đi ngủ đi nhé nhắc đến hàng xóm mới nhớ cách đây mấy hôm chàng thấy luân đi cùng với chị thương hàng xóm chàng có gọi mà luân không nghe sau vì lo cho con đang ốm nên trang cũng quên mất không hỏi bây giờ tự nhiên luân nhắc đến thì trang mới trực nhớ cô hỏi anh này hôm bữa em thấy anh đi cùng với chị thương anh và chị ấy đi đâu vậy nghe trang nhắc đến chị thương thì luân có hơi giật mình à bữa đó chị thương nhớ anh trở đi ra ủy ban phường nhưng anh đâu có tiện đường đến công ty hôm đó anh có hẹn với bạn ở gần đó vậy à mà em có thấy anh nói chuyện với chị ấy bao giờ đâu? Sao chị ấy lại nhờ anh chờ nhỉ? Anh cũng có biết được đâu. Lúc đó anh vừa đi ra ngõ thì thấy chị thương đứng ở cổng rồi. Chị ấy hỏi anh có đi qua chỗ ủy ban không, thì anh bảo có. Vậy là chị ấy nhờ anh chờ đi. Anh cũng chẳng có cách nào để từ chối. Lý do hợp lý, trang cũng không bận tâm đến nữa. Chị thương là con gái của cô Xuân, hàng xóm sống ngay đầu ngõ. Khi trang về làm dâu nhà bà Mai. Cô chưa biết chị Thương vì chị ấy đã lấy chồng và chuyển vào Nam sinh sống. Khoảng nửa năm trở lại đây, chị Thương mới trở về sống cùng với mẹ. Nghe nói chị và chồng đã ly hôn. Chồng chị Thương là người vũ phu, thường xuyên đánh đập chị mỗi khi say xỉn. Hơn nữa anh ta còn là kẻ lăng nhăng, ngang nhiên dẫn bồ về nhà, dù chị Thương vẫn còn ở đó. Không thể chịu đựng được thêm nữa, nên chị Thương quyết định ly hôn và dọn về ngoài này sống với mẹ vì chị Thương và chồng không có con chung Nên tòa án giải quyết việc ly hôn khá nhanh chóng Sáng nay Trang sách làn đi chợ Thì gặp chị Thương đứng trước ngõ Thấy Trang đi đến Chị Thương đon đả Trang đi chợ đấy hả anh chào chị Thương Chị ấy đang làm gì đấy Chị cũng đang định đi chợ Mà nghĩ đi một mình buồn quá Mày lại gặp em ở đây Chị em mình đi chung nha Vậy thì đi thôi chị Đi nhanh kẹo trời nắng chị ạ à chị thương chủ động khoác tay trang giống như là hai người rất thân thiết thực ra đây là lần đầu tiên trang tiếp xúc với chị thương với khoảng cách gần như vậy à không phải nói là không có khoảng cách chị thương nói với giọng ngưỡng mộ chàng may mắn thật đấy nói về phần làm vợ làm dâu thì ở khu này chắc chỉ có mình em là sướng nhất thôi đấy ơ ờ, sao chị nói vậy à em thấy không đúng sao chồng thì hiền lành chăm chỉ này luôn yêu thương vợ con mẹ chồng thì thương con dâu như là con ruột em thấy mấy nhà được như nhà cô mai chẳng bù cho chị chị thương thở dài rồi nói tiếp Chú chị khổ lắm em ạ ngày xưa không biết chị bị gì mà lại đi đâm đầu vào một thằng đàn ông khốn nạn như là thằng chồng cũ của chị không biết nữa chị bị chồng bạo hành suốt hai năm trời chồng đã thế mẹ chồng lại còn không đồng cảm cho chị suốt ngày đi soi mói đặc điều em ạ ơ ừ. Sao chị không đi báo công an ạ? À? Tội bạo hành sẽ phải ở tù đấy chị. Hắn ta đe dọa chị, không cho chị báo công an. Chị lúc đó thân cô thế cô, chẳng làm gì được. Khi biết chồng mình như thế, sao chị không ly dị đi mà phải chịu đựng suốt hai năm trời? Vì lúc đó chị vẫn còn tình cảm với hắn. Nếu không say thì hắn cũng đối xử rất tốt với chị. Chị cũng muốn dùng tình cảm chân thành của mình để mong hắn thay đổi. Nhưng mà dần dần thì chị nhận ra Mình đã sai Cái gì mà nó đã thuộc về bản chất Thì không thể nào mà thay đổi được đâu Vậy nên chị mới hạ quyết tâm Phải ly hôn với hắn đấy Chị chưa có con phải không ạ Hời, nó đến con Chị lại càng đau lòng Chị bị hắn đánh đến chảy cả thai Lúc đó cái thai mới được hơn 2 tháng thôi Nếu mà giữ được Thì con chị chắc cũng bằng tuổi con gái em bây giờ đấy Bài nói chuyện nên cả chị Thương và Trang không biết là mình đến chợ tới lúc nào. Chỉ khi cô bán hoa quả hỏi hai chị em có mua gì không thì mới sực nhớ ra. Chị em mình nói chuyện sau chị nhé. Em tranh thủ vào chợ mua ít đồ đây ạ. À. Ừ, chị cũng mua vài thứ rồi về. Chị đợi em ở đây rồi mình cùng về nhé. 40 phút sau, chị Thương thấy Trang đi ra với một giỏ đầy đồ ăn thì nói Khiêm, em, em mua gì mà nhiều thế? Mùa muốn hết chợ luôn rồi đấy. Trang cười cười vâng nhà có con nhỏ mà chị em mua thế này dùng không hết thì để tủ lạnh dùng dần lỡ khi nào em mắc con không đi được thế chị mua được gì rồi à đây chị thấy có mớ cua đồng ngon nên mua luân chồng em thích ăn canh cua đồng phải không nhà chị có hai mẹ con ăn không hết em cần về nấu cho chồng em ăn nhé dạ thôi không cần đâu chị em mua đồ nấu canh đây rồi cái đó để bữa khác cua đồng mua về thì phải làm liền ăn liền nó mới ngon em ạ Em cứ cầm lấy đi, không phải ngại đâu Chàng thắc mắc hỏi Ơ, nhưng mà sao chị biết chồng em thích ăn canh cua đồng ạ? Ờ, ờ, thì... À, à, cô Mai Có lần cô bài bị bóng sang chơi rồi nói chuyện Nên chị nhớ mà À, thì ra là vậy Thôi, mình về thôi, đưa đồ ăn đây Chị sách dùng cho ít nào Đến nhà chị thương Trang chào chị và ra về Về đến nhà, trang thấy bé bóng đã dậy và đang được bàn đội bế vừa thấy mẹ con bé đã khóc đỏ ngay bà mai thấy trang hôm nay đi chợ lâu hơn thường ngày thì hỏi trang sao hôm nay con đi chợ lâu vậy à hôm nay con mua hơi nhiều mẹ ạ với lại con có gặp chị thương nên con nói chuyện chút thành ra cũng hơi lâu cái thương con nhà bà sơn đầu ngõ hả vâng ạ chị thương kể chị ấy lấy chồng khổ lắm mẹ ạ bà mai chép miệng mẹ cũng có nghe nói rõ khổ thế người ta mới nói là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng dạ con thấy mình thật may mắn khi lấy được anh luân mẹ ạ con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ con cảm ơn mẹ đã nuôi dạy anh luân trở thành một người đàn ông mẫu mực ạ à. phải nói là cái thằng con trai mẹ may mắn khi lấy được con mới đúng thế hôm nay con mua được gì đưa mẹ xem nào đây mẹ Bà Mai nhìn thấy mớ cua đồng thì cảm thán. Cua đồng ngon quá con nhỉ, thằng Luân đi làm về mà thấy có canh cua chắc nó ăn hết cơm của mẹ con mình mất. Cái này là chị Thương mua rồi đưa cho con đấy mẹ, chị ấy nói là hai mẹ con ăn không hết nên đưa cho con một ít. À, mẹ hôm nữa đi cái bóng sang nhận chị Thương chơi hả mẹ? Ừ, cũng lâu rồi, dạo này mẹ không có qua, sao thế con? À, tại con thấy chị Thương nói anh Luân thích ăn canh cua đồng. Con hỏi sao chị ấy biết thì chị ấy nói là mẹ nói nên con cũng tiện hỏi vậy thôi ạ. À. Không có gì đâu mẹ. Sao cơ? Mẹ nói với cái thương chuyện đấy sao? Làm gì có nhỉ? Chắc lâu rồi nên mẹ quên đấy thôi. Chớ mẹ không nói thì làm gì mà chị ấy biết được ạ? À? Chẳng lẽ hay anh luôn lại nói. Nói đến đây, Trang dừng lại mất mấy giây. Một câu hỏi trượt hiện lên trong đầu Trang, nhưng sau đó lại vụt tắt bởi tiếng khóc của bé bóng. Con đi cho con bé ăn đi, chắc nó đói rồi đấy. Để cô đồng đó mẹ làm cho. Mẹ, mẹ cứ để đấy lát con cho bé bóng ăn xong, con làm ạ. À. Thôi, đi vào đi. Để đấy mẹ làm được mà. Đúng như những gì bà Mai nói, bữa cơm đó luôn ăn sạch nồi cơm. Trang thì cũng quên luôn chuyện con cua. Dạo này chị thương thường hay tới nhà Trang chơi. Chị bảo rất thích bé bóng. Nhìn thấy bé bóng là chị lại nhớ đến đứa con chưa kịp chào đời của chị chị thương cứ mỗi lần trang là đều cho quà bé bóng hôm thì con búp bê hôm thì hộp bánh hộp sữa bé bóng thấy thế thì thích lắm lúc nào cũng kêu cô thương cô thương có hôm chị thương phải ở lại nhà trang ăn cơm vì bé bóng không chịu cho cô thương về chị thương cũng không tỏ ra ái ngại mà rất thoải mái khi ăn cơm cùng với gia đình trang hôm nay luân đi làm về thì báo trước với trang là ngày mai mình phải đi công tác anh à, em chuẩn bị cho anh vài bộ đồ để ngày mai anh đi công tác nhé. Anh đi công tác á? Sao trước giờ em chưa thấy anh đi bao giờ? Ngày mai có buổi hội thảo về công nghệ AI, công ty cử anh tham gia dự hội thảo lần này. Dạ, thế anh đi mấy ngày? Dự kiến khoảng 2 ngày em ạ. À. Nếu xong việc sớm thì anh sẽ tranh thủ về trong ngày luôn. 6 giờ sáng, Luân dậy sớm sửa soạn để chuẩn bị cho chuyến công tác. Luân hôn lên trán bé bóng còn đang ngủ say rồi mới rời đi. Tối hôm đó, bé Bống bỗng dưng bị sốt, Trang rất lo lắng vì bé Bống có tiền sử sốt co giật nhẹ. Trang vội vàng cho uống hạ sốt rồi xuống nhà gọi bà Mai. "Mẹ ơi, mẹ. Có chuyện gì mà trông con hốt hoảng vậy?" "Bé Bống bị sốt rồi mẹ ạ, à. con phải đưa con bé vào bệnh viện đây." "Sao? Con bé bị sốt? Để mẹ đi với con, chứ thằng Luân đi công tác rồi, để con đi một mình mẹ không yên tâm." Trang và bà Mai cùng nhau đưa bé Bống vào bệnh viện khi đứng trước cửa phòng cấp cứu trang và mẹ chồng không khỏi lo lắng trang cứ đi qua đi lại thỉnh thoảng lại ngó vào bên trong ngóng xem tình hình cùng lúc đó thì bà mai lấy điện thoại ra gọi cho luân điện thoại reo nhưng không có ai bắt máy bà mai gọi lần thứ ba nhưng vẫn chỉ nghe những hồi chuông dài vang lên con này không biết thằng luân có chuyện gì mà mẹ gọi từ nãy giờ cũng không được nữa vậy hả mẹ chắc anh ấy đang bận mẹ ạ để lát nữa con gọi xem sao Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở. Bác sĩ đi ra. Trang nhanh chóng chạy lại hỏi bác sĩ. Con tôi sao rồi bác sĩ? Cho bé cũng đã khá hơn rồi. Mặc dù vẫn còn sốt đấy, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại đâu. Bé sẽ hạ sốt từ từ. Bây giờ mọi người có thể vào thăm cháu được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Trang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô và mẹ chồng cùng vào thăm bé bóng. Bé bóng lúc này vẫn đang ngủ, Nhìn con mà Trang rơi nước mắt 12 tuổi thôi mà không biết Đã phải vào viện bao nhiêu lần Cũng vì thế mà Trang đã xin nghỉ việc Để ở nhà chăm sóc cho bé Bống Thấy tình hình con đã ổn Cô khuyên mẹ chồng về nghỉ ngơi Mẹ ơi mẹ về nghỉ ngơi đi ạ Con ở đây với con bé là được rồi Con ở đây một mình có được không Lúc trước còn có thằng Luân Giờ nó đi công tác rồi Được mà mẹ Mẹ yên tâm về nghỉ ngơi đi ạ Mẹ mẹ ốm nữa thì lấy ai chăm bé bóng cùng với con đây Ừ thế mẹ về trước nhé Có gì thì gọi mẹ ngay Dạ con biết rồi à Sáng mai mẹ sẽ nấu cháo rồi mang vào cho con Mà con gọi lại cho thằng Luân đi Vâng để tí con gọi Mẹ về đi ạ Con gọi sai rồi họ đang chờ ở cổng đấy mẹ Thế mẹ về nha Dạ mẹ về cẩn thận ạ Bà Mai đi về rồi trang mới lấy điện thoại ra gọi cho luân điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy trang bấm gọi thêm một lần nữa nhưng lại nghe thông báo thuê bao cô bắt đầu cảm thấy bất an trang lo lắng rằng có thể luân đã gặp chuyện gì điện thoại của luân chưa bao giờ rơi vào tình trạng hết pin hay không liên lạc được những lần luân bận việc không thể ngay máy của trang anh đều chủ động gọi lại cho cô ngay sau đó đằng này mẹ anh đã gọi từ trước đó mà cũng không có phản hồi Giờ cô gọi lại thuê bao khiến cho Trang càng thêm lo lắng. Suy nghĩ đến mệt mỏi, Trang ngủ gục trên giường bệnh của bé bóng lúc nào không hay. Chỉ đến khi bé bóng gọi mẹ, Trang mới tỉnh giấc. Mẹ, mẹ ơi! Con, con tỉnh rồi sao? Trang đưa tay sờ lên trán, bé bóng đã hạ sốt. Mẹ ơi, nước! Con buồn uống nước à, chờ mẹ chút nha. Trang lấy nước cho bé bóng uống, Trang mở điện thoại ra xem, lúc này đã là 5 giờ sáng hôm sau. Điện thoại của Trang không một cuộc gọi nhỡ. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên. Trang vui mừng vì ngỡ đó là Luân, nhưng không phải là mẹ chồng. Alo, con nghe mẹ. Bóng sao rồi con? Dạ, con bé hạ sốt rồi mẹ ạ. À. Mẹ dậy sớm vậy sao? Ừ, mẹ dậy nấu cho hai mẹ con con bắt cháo. Lát mẹ đưa vào cho con nha dạ con cảm ơn mẹ thế con đã gọi được cho thằng luân chưa hôm qua mẹ gọi thế mà cũng không thấy nó gọi lại con cũng không gọi được mẹ ạ đầu dây bên này trang nghe được tiếng thở dài của bà mai bà trách mắng cái thằng không biết có chuyện gì không mà điện thoại không được còn thì đang ốm như thế trang mặc dù cũng có cùng tâm trạng như bà mai nhưng không muốn bà vào suy nghĩ nên cô vội nói đỡ cho chồng Chắc là anh ấy bận việc rồi mày hít pin thôi mẹ Nó mà về thì mẹ phải hỏi rõ mới được Thế con nha, lát mẹ vào Vâng, con chào mẹ Tại phòng 501 của một khách sạn ở khu vực resort Giọng một người phụ nữ còn ngái ngủ vang lên Sao luôn không ngủ thêm đi? Dậy sớm thế Thường này có lẽ chúng ta nên về thôi Thường nói giọng giận dỗi Sao vậy? Chẳng phải chúng ta thống nhất là sẽ đi du lịch hai ngày mà. Hay là Luân nhớ vợ? Luân không muốn ở bên thương à? Không phải, tại Luân cứ thấy trong người sao sao ấy. Sợ ở nhà có chuyện gì? Có chuyện gì được cơ chứ. Hồi tối Luân có gọi về nhà rồi mà. Mọi thứ vẫn bình thường đấy thôi. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Cùng lắm là chiều tối nay về. Từ đây về nhà có hai tiếng mà. Vậy để Luân gọi về nhà đã. Luân vừa tay lấy điện thoại thì bị thương cản lại. Gọi gì giờ này hả? Mới hơn 5 giờ sáng à? Chắc giờ này vợ con Luân cũng đang ngủ đấy. Luân thấy cũng đúng nên thôi không gọi nữa. Anh định trời sáng hẳn sẽ gọi. Lúc này bàn tay thương đang mỏ mẫm khắp cơ thể Luân. Tay thương chạm vào bụng sáu múi săn chắc của Luân rồi từ từ đưa tay xuống dưới. Thương thì thầm. Làm tí nữa nha. Luân như bị thôi miên bởi người đàn bà từng trải này. Cả hai quấn lấy nhau không rời. Những tiếng rên rỉ của Thương càng kích thích những dục vọng trong Luân được bộc ra mãnh liệt. Xong việc, Thương nằm gọn trong vòng tay Luân. Thương thủ thỉ. Luân này, Thương có thai rồi đấy. Luân bất ngờ đẩy Thương ra. Có thai? Thương đùa sao? Làm sao mà có được? Những lần quan hệ chúng ta đều dùng biện pháp hết mà. Ai mà biết được? biện pháp nào cũng không chắc chắn được trăm phần trăm là an toàn đâu. Cái gì nó cũng có sai sót cả. Luân tỏ vẻ không vui. Chào thường bất cẩn vậy, chúng ta thống nhất với nhau là không để lại hậu quả mà. Thì thường cũng có muốn thế đâu, bây giờ Luân định thế nào đây? Để từ từ rồi Luân tính. Thường hét lên. Tính nhá, Luân tính cái gì? Ý Luân là sao đây? Hay Luân không muốn giữ đứa bé này? Luân đang rối quá, Thường đừng nói nữa được không? Nếu Trang mà biết thì... Nó biết thì càng tốt chứ sao? Dù sao thì... Luân quát vào mặt Thương. Thường điên à? Thường biết chúng ta đến với nhau vì điều gì mà. Luân yêu Trang. Luân không thể để mất cô ấy. Thường đừng có mà làm gì ngu ngốc đấy. Nếu không, Luân sẽ không tha cho Thương đâu. Thấy Luân như vậy thì Thương dịu giọng. Thì Thương chỉ nói vậy thôi. Luân tính gì thì tính nhanh lên. Cái thai mà lớn là không giấu được đâu. Bác sĩ nói 80% là con trai đấy Chẳng phải Luân cũng đang muốn có đứa con trai sao 80% là con trai Đúng vậy Lần siêu âm tới là có thể biết được chính xác rồi Lúc đầu Luân có ý định muốn thương giải quyết cái thai Nhưng khi nghe Thương nói có thể là con trai Luân lại giao dự Anh nghĩ nếu thỏa thuận được với thương Sau khi sinh xong sẽ giao con cho Trang nuôi Thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa gia đình luân sẽ có con trai để nối dõi mẹ anh không phải sống trong dằn vặt vì lời chăn trối của bố anh trước lúc lâm chung trang cũng sẽ không phải mang nặng đẻ đau nữa mẹ luân thì chắc sẽ không có vấn đề gì vì bà luôn mong mỏi có một đứa cháu trai điều khó khăn nhất là làm sao để trang chấp nhận đứa bé mà không nghi ngờ rằng đó là kết quả của sự ngoại tình của luân đang biên bàn suy nghĩ thì tiếng nói của thương kéo luân về thực tại luân đang suy nghĩ gì vậy À không, không có gì. Thương vào tắm rửa đi rồi mình đi ăn sáng nha. Vậy Luân chờ Thương tí nhé. Thương đi vào phòng tắm, lúc này Luân mới lấy điện thoại ra định gọi cho Trang thì thấy điện thoại không sáng màn hình. Quái lạ, không lẽ điện thoại hết pin? Không thể có chuyện đó được vì trước khi gọi cho vợ thì điện thoại vẫn báo còn hơn 50% pin mà. Nếu mà hết pin thật thì đành phải chờ về nhà mới sạc được, vì tối hôm trước khi đi Luân đã sạc đầy. Nghĩ đi hai ngày không liên lạc với ai ngoài vợ con Nên Luân cũng quên không mang theo sạc Luân bấm thử nút nguồn xem có lên không thì thấy màn hình sáng Chờ cho điện thoại khởi động lại Luân định gọi cho Trang thì thấy điện thoại báo mấy cuộc gọi nhỡ của vợ và mẹ mình Nhìn giờ gọi đến làm Luân lo lắng Luân nhanh chóng gọi về cho Trang Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy Alo anh à Sao đến bây giờ anh mới gọi về hả Anh có biết ở nhà xảy ra chuyện gì không anh có biết rằng không liên lạc được với anh em lo lắng đến thế nào không hả trang xả hết nỗi âm ức khó chịu từ hôm qua tới giờ làm luân không kịp nói được câu nào chờ cho trang im lặng rồi luân mới lo lắng hỏi anh xin lỗi hôm qua gọi cho em xong là máy anh hết pin mà anh lại quên không mang cục sạc theo sáng dậy anh phải xuống quầy lễ tân khách sạn mượn sạc để gọi cho em đây luân lấp liếm ở nhà có chuyện gì hả em con nó bị sốt anh ạ à? tối qua em và mẹ phải đưa con đi cấp cứu cả đêm đấy luân hoảng hốt con bị sốt sao thế giờ con sao rồi bây giờ con đỡ rồi anh ạ à. bác sĩ bảo ở lại thêm vài ngày để theo dõi anh xong việc chưa bao giờ thì anh về anh xong việc rồi đây anh sẽ về ngay em chờ anh nhé đúng lúc đó thì thương từ trong nhà tắm đi ra anh yêu em xong rồi mình đi thôi luân vội đưa tay lên miệng ra hiệu cho Thương im lặng. Nhưng tiếng nói của Thương đã lọt vào điện thoại của Trang. Trang nghe tiếng phụ nữ mà không nghe rõ người đó đang nói gì. Cô hỏi, ai vậy anh? Em nghe thấy giọng phụ nữ. À ừ, thì anh đang ở dưới quầy lễ tân mà, tiếng của khách ở đây đấy em. Vậy à? Vậy em nhé, để anh lên phòng dọn đồ đã nha. Dạ, anh về cẩn thận. Tắt máy, Luân bắt đầu chất vấn Thương. Thương, sao tắt điện thoại của Luân? thương tỏ vẻ ngơ ngác thương có làm vậy đâu thế sao điện thoại luân lại bị tắt nguồn à à thương nhớ ra rồi chắc đêm qua chúng mình ấy ấy đấy vô tình đè vào nút nguồn nên thực ra mọi chuyện là do thương đêm qua trong lúc luân đi tắm thì điện thoại luân đổ chuông thương nhìn thấy người gọi đến là bà mai thì không nghe máy cũng không nói cho luân biết còn cuộc gọi của trang là lúc hai người đang lâm trận Luân cũng định với tay lấy để nghe Nhưng thường không cho vì sợ là mất hứng Sau đó thường đã âm thầm tắt nguồn điện thoại của Luân luôn Bây giờ Luân hỏi Thường giả vờ như không biết chuyện gì Thế có chuyện gì sao? Trong mặt Luân căng thẳng vậy Đêm qua con Luân bị sốt phải vào viện cấp cứu Chắc là mẹ Luân đã gọi điện để báo Luân nhớ lúc đó Luân đang ở trong nhà tắm Thương ở ngoài này có chuông điện thoại của Luân Mà sao không nói cho Luân biết Lúc đó có nhân viên khách sạn gọi cửa Nên Thương có biết đâu Nhân viên khách sạn Họ gọi cửa phòng mình làm gì Lúc đó mình có gọi gì đâu nhỉ À họ mang đồ ăn lên phòng bên cạnh Mà họ trang nhầm phòng mình mà Luân đang trách Thương đấy hả Ờ thì không Luân chỉ hỏi vậy thôi Thương vừa quan tâm Hỏi thăm con gái Luân Thế con Luân sao rồi đã đỡ chưa Cũng đỡ rồi Thôi Thương thu dọn đồ đạc đi Mình về luôn bây giờ về luôn sao? Ừ, về luôn. Đi ăn sáng đã. Đằng nào bé bóng cũng đã đỡ rồi. Mình đi ăn sáng xong rồi về cũng chưa muộn mà. Luân quên là thương đang mang thai à? Đứa bé cần được ăn uống đầy đủ mới phát triển khỏe mạnh được. Thì mình cũng mang đồ đi luôn. Ăn sáng xong rồi về luôn. Ở bệnh viện. Bà Mai đã mang cháu đến cho mẹ con Trang. Mẹ tới rồi à? Ừ, cháu đây. Con ăn đi cho nóng. Bé bóng để mẹ đút cho ăn xong còn tranh thủ về nghỉ ngơi đi để mẹ ở đây với con bé được rồi dạ à mẹ ơi anh luân mới gọi về cho con mẹ ạ nó gọi về rồi sao vâng thế nó bảo sao sao lại không liên lạc được anh ấy bảo là máy hết pin mẹ ạ mà anh ấy lại quên không mang theo cục sạc thế nó bảo bao giờ thì về dạ anh ấy nói là sẽ về ngay chắc giờ đang ra về rồi Ăn sáng xong, Trang ở thêm với bé bóng một lúc nữa. Chờ bác sĩ kiểm tra xong xuôi cho bé bóng. Rồi Trang nhờ bà Mai ở lại với con bé. Còn mình thì về nhà để lấy ít đồ. Trang về nhà thì bên đây Luân và Thương cũng vừa về tới. Luân đưa Thương về nhà, còn anh thì vào thẳng bệnh viện luôn. Chiếc taxi của Trang dừng ở đầu ngõ. Thường cũng xuống xe ở bên kia đường. Nhìn thấy Trang, Thường gọi to. Trang! Trang quay lại, Nhìn thấy hành lý trên tay Thương Trang hỏi Ơ ờ, chị Thương, chị đi đâu về vậy? Thường hí hưởng khoe Chị vừa đi du lịch với người yêu về em ạ Trang ngạc nhiên khi nghe Thường nói vậy Vì trước giờ ngoài chuyện ly hôn với chồng ra Thì chị Thương cũng rất kín tiếng trong chuyện tình cảm Chị Thương, chị có người yêu rồi hả? Ừ, bọn chị quen nhau cũng được 3 tháng rồi Vậy sao? Chúc mừng chị nhé Cảm ơn em Mà em đi đâu về? Em từ bệnh viện về chị ạ Con bé nhà em bị ốm Thế con bé đã đỡ sốt cho em Bao giờ về để chị qua thăm Chàng ngạc nhiên trước câu hỏi của thương Ơ ờ, sao chị biết con em bị sốt ạ à? à ừ thì Con nít hay bị sốt Nên chị cũng đoán vậy thôi Vâng em cảm ơn chị Con em cũng đỡ nhiều rồi ạ Nếu không có gì thì ngày mai cháu có thể xuất viện rồi Ừ thế mai chị qua Thôi chị vào nhà đây Vâng chào chị Trang về nhà, tranh thủ tắm rửa thay đồ. Thấy còn sớm, cô vào bếp nấu cơm rồi mang vào bệnh viện luôn. Đến bệnh viện, Trang thấy Luân đã ở trong phòng chơi với bé bóng. Anh, anh không về nhà mà về thẳng đây luôn à? Ừ em, anh vào xem con thế nào. Anh xin lỗi vì đã không ở bên em những lúc như thế này. Không sao anh nhà, anh vì công việc mà. Ở đây có em rồi, mau mau về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, chiều hãng vào. Anh không sao, anh muốn ở đây chơi với con một lúc nữa Bác sĩ bảo mai con được về rồi Anh về rồi đưa mẹ về luôn Hôm qua tới giờ mẹ cũng đã vất vả nhiều rồi đấy Nhưng mà Anh nghe em mau về đi Ở đây đã có em rồi Anh muốn chăm con thì để mai con về Em cho chăm thoải mái Em không tranh của anh đâu Thế anh về đã nha Chiều anh lại vào Dạ anh đưa mẹ về đi Ngày hôm sau Bé bóng được xuất viện về nhà ngay trong chiều hôm đó, chị Thương mang theo sữa, đồ chơi qua thăm bé Bóng. Vừa thấy chị Thương, bé Bóng đã nhanh miệng chào. "Cô Thương." Thương cũng tỏ ra niềm nở. "Ôi, bóng của cô ra viện rồi hả? Con đã khỏe chưa?" "Khỏe rồi ạ." À. "Giỏi, cô Thương có quà cho con nè." Bé Bóng vui vẻ nhận quà từ tay cô Thương. Bà Mai thấy thế thì nói với giọng khách khí, "Cháu sao thăm con bé là quý lắm rồi, còn quà cáp gì nữa." mai mốt đừng làm thế nữa nghe không dạ cũng không có gì to tát đâu bác bác đừng ngại không ngại sao được lúc nào sang cháu cũng có quả cho con bé rồi lúc này trang từ trong bếp đi ra trên tay đang cầm ly nước mẹ em nói đúng đấy chị lần sau chị sang chơi là được rồi chị uống nước đi rồi rồi chị biết rồi thế chú luân đâu sao chị không thấy dạ chồng em đang ở trên phòng ạ à. đúng lúc đó luân từ trên đầu đi xuống nhìn thấy Luân, chị Thương trêu nửa đùa nửa thật. Nhìn cho Luân đẹp trai phong độ thế này thì cô Trang phải lo mà giữ đấy nha. Sảnh ra là mất đấy. Thấy Trang cứ cười cười, Thương nói tiếp. Tôi nói thật chứ cô Trang cười cái gì, không lo mà giữ cho chặt vào. Chứ đến khi mất thì... Chị Thương nói gì kỳ vậy? Luân lên tiếng. À à thì tôi cũng chỉ định trêu cô Trang tí mà. Nếu chú không thích thì thôi, tôi xin lỗi, thấy chị thương và Luân có vẻ hơi căng thẳng, Trang mới lên tiếng. Anh Luân nhà em làm sao em biết? Anh ấy không có vậy đâu chị. đối với anh ấy thì vợ con luôn là nhất chị ạ. À. Sướng nhất cô Trang rồi. được mỗi chú Luân đây thì cô lấy mất rồi. mà tôi thấy chú Luân thích trẻ con nhỉ? sao cô không xin thêm cho chú Luân một thằng cô cho đủ nếp đủ tẻ. câu nói của chị thương vô tình đã khiến cho mọi người đều rơi vào trầm tư. bà Mai, Luân và Trang mỗi người đều chạy theo những suy nghĩ nỗi niềm riêng của mình không khí lúc này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết chàng thấy thế thì lên tiếng em cũng dự định năm sau sẽ sinh thêm em bé chị ạ bé bóng còn quá nhỏ lại hay ốm đau nếu mà em sinh thêm em bé vào lúc này thì con bé lại không có ai chăm sóc cũng tội nó lắm chị ạ thường bắt đầu rào trước đón sau chị có điều này không biết là con nên hỏi em không vâng chị cứ hỏi đi ạ nếu như mà có người sinh cho luân một thằng con trai thì em nghĩ thế nào chị thương chị nói gì chị nói vậy là có ý gì đúng đấy cháu nói vậy là sao hả thương bà mai lúc này cũng lên tiếng thương thừa nước đục thả câu bác mai có phải là bác rất mong có cháu trai phải không ạ thì đúng là vậy nhưng mà có chuyện gì vậy bác đã được toại nguyện rồi đấy luân lúc này không thể giữ bình tĩnh nữa anh hét lên chị thương chị thôi đi chị đi về đi đừng ở đây mà nói năng linh tình nữa trang lúc này thấy chuyện này không phải là một câu nói đùa của chị thương nữa rồi chắc chắn là chị thương đã biết chuyện gì hoặc là giữa chị thương và luân đang có chuyện gì mờ ám trang lên tiếng chị thương chị biết chuyện gì sao chị nói rõ ràng đi ạ không không có gì đâu em chị thương trêu em thôi phải không chị thương em đang hỏi chị thương cơ mà anh làm sao mà phải rốt sáng thế Hay là anh có tật nên mới giật mình Chị thương, chị mau nói đi ạ à. Lúc này Luân đã thật sự sợ hãi Chuyện sẽ bài lộ Chỉ mong chị thương nói đây chỉ là chuyện đùa thôi Nhưng đó là điều Luân muốn thôi Còn chị thương đâu có nghĩ như vậy Chị thương, chị mau nói Đó chỉ là câu nói đùa thôi đi Luân hối thúc chị thương Chị thương lúc này đứng lên hét vào mặt Luân Đến nước này Luân còn sợ cái gì nữa Luân không nói thì để tôi nói hay luân định đợi bụng tôi to lên rồi bị mang tiếng là đứa trưởng hoang đợi có tôi sinh ra rồi mà luân vẫn không thừa nhận nó cái gì cháu nói vậy là gì hả thương bà mai hoang mang hỏi bác không nghe nhầm đâu ạ à. cháu đã có thai với luân cầu khẳng định chắc nịch của thương đã ngay lập tức đẩy trang vào hố sâu của sự tuyệt vọng người chồng mà trang luôn tự hào người mà cô thường khoe với mọi người rằng cô là người may mắn nhất vì có được một người chồng tuyệt vời, hóa ra lại là kẻ phản bội. Anh đã ngoại tình với một người phụ nữ khác, mà người đó không ai khác chính là bà chị hàng xóm lớn hơn anh 5 tuổi. Trước mắt Trang, trời đất như sụp đổ. Vừa mới đây thôi, Trang còn tự tin nói với chị thương rằng chồng mình là người hoàn hảo, không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con. Nhưng người mà Trang đã đặt hết niềm tin lại là kẻ đâm cô một nhát đau đớn. Trang cục ngã ngay trên sàn Trang nghe thấy tiếng kêu của mẹ chồng và chồng Trước khi cô chìm vào hôn mê Trang, Trang, con ơi Em ơi, em làm sao thế này Một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay người mẹ Hai mẹ con dắt tay nhau đi trên cánh đồng làng thơm mùi lúa chín Đứa con hỏi mẹ Mẹ ơi, mình đang đi đâu vậy ạ à? Mình về quê con ạ à. Từ nay mẹ con mình sẽ sống ở đây con nhé Thế còn bố và bà nội à? Con muốn được sống cùng bà nội và bố nữa cơ. Bố và bà nội con bây giờ đã có một người khác rồi con ạ. À. Họ không cần hai mẹ con mình nữa. Mẹ con mình sẽ sống vui vẻ với nhau như thế này được không con? Không, con muốn sống như ngày xưa. Có bố, có mẹ, có cả bà nội. Con muốn tìm bố. Mẹ dẫn con đi gặp bố đi. Con, nghe mẹ nói đã. Con ơi, bóng trang tỉnh dậy sau cơn át mộng trang không ngừng gọi tên bóng luân ở bên cạnh luôn miệng gọi tên trang 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 à anh đây nhìn thấy luân là lòng trang lại dấy lên sự căm phẫn anh cút đi bóng đâu tôi muốn gặp con bé tôi muốn gặp con tôi con bé đang ngủ cùng bà nội dưới nhà rồi tôi và con sẽ rời khỏi ngôi nhà này tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa trang à em bình tĩnh đi em nghe anh nói đã tôi không muốn nghe anh cút đi cút khỏi tầm mắt của tôi đi đúng lúc này bà mai đi vào luân nhìn thấy mẹ như nhìn thấy phao cứu sinh mẹ mẹ mau vào khuyên giải trang hộ con với ạ trang không chịu nghe con nói con ra ngoài trước đi để mẹ nói chuyện với vợ con luân đi ra ngoài lúc này trong phòng chỉ còn bà mai và trang bà mai nhẹ nhàng nói trang à con đã bình tĩnh hơn chưa lúc nào con thấy ổn thì mẹ sẽ nói hít một hơi thật sâu trang nói mẹ nói đi ạ à? con nghe đây khi mẹ biết chuyện thì mẹ cũng rất bất ngờ mẹ không tin thằng luân con trai mẹ lại làm ra cái chuyện như vậy nhưng mà chuyện thì cũng đã lỡ rồi đứa bé trong bụng con thương không có tội con cũng đã là một người mẹ chắc con hiểu nếu nó đúng là con của thằng luân thì mẹ mong con hãy chấp nhận nó mẹ trang lạnh lùng nói mọi quyết định là ở mẹ con không liên quan đâu ạ con với bé bóng sẽ dọn ra khỏi đây mẹ cứ đón chị ta về mà chăm sóc cho cháu nội của mẹ nghe bảo nó là cháu đích tôn đấy mẹ ạ con đừng nói như thế mẹ chỉ nhận cháu thôi con vẫn là con dâu của mẹ ngoài con ra thì không có ai hết bây giờ con không nghĩ được gì nữa đâu mẹ ạ con muốn yên ổn để chăm sóc con của con thôi bà may cố gắng thuyết phục trang con không phải nghĩ có gì để mẹ tính con chỉ cần ở đây với mẹ đừng bắt mẹ phải xa cháu của mẹ mẹ sẽ nhớ bé bóng đến chết mất nhưng con không muốn nhìn thấy mặt anh ta mẹ con đã làm gì sai để anh ta đối xử với con như vậy hả mẹ con à mẹ xin lỗi là mẹ mà thấy con trai mình sa ngã như vậy mẹ cũng đau lòng lắm mẹ cũng có một phần trách nhiệm trong đó vì đã không dạy nó trở thành người tử tế mẹ thay mặt nó xin lỗi con nếu con không muốn nhìn mặt thằng luân thì mẹ sẽ bảo nó dọn ra khỏi nhà chỉ mong con đừng đưa bé bóng đi có được không con bà mai đã nói như vậy thì trang cũng không muốn làm bà thất vọng dù sao thì từ trước đến nay bà mai luôn đối xử tốt với cô bà coi cô như là con gái và ngược lại trang cũng coi bà mai như mẹ của mình trang đã đồng ý với bà mai chết tạm thời ở lại còn luôn thì phải dọn ra khỏi nhà hôm nay bà mai định đi qua nhà chị thương nói chuyện đang đi chuẩn bị đến nhà thương thì bà mai nghe thấy tiếng thì thầm ở gần đây đi thêm mấy bước nữa thì bà mai nhận ra giọng của thương chị tới đây làm gì tôi và chị chẳng phải đã xong rồi sao cô thương à tôi bí quá cô đưa tôi thêm ít tiền nữa đi tiền tôi đưa cho chị lần trước là đã xong hết rồi mà giữa tôi và chị đâu còn liên quan gì nhỉ Người phụ nữ kia năn nề Giúp tôi lần này nữa thôi Đây là lần cuối tôi hứa đấy Chị thương tức giận Này chị quá đáng lắm rồi đấy nha Chị định tống tiền tôi à Tôi không có tiền cho chị nữa đâu Người phụ nữ kia bắt đầu đe dọa chị thương Cô không có tiền thì tôi đi tìm người khác vậy Chị thương bắt đầu sợ hãi Này chị định làm gì Thì tôi nói rồi đấy Tôi sẽ đi tìm cậu Luân để nói cho cậu ta biết Sự thật rằng là cái thai trong bụng cô đã không còn Cô làm giả giấy siêu âm để lừa cậu ấy. Và điều quan trọng nữa là cái thai đó không phải là của cậu Luân. Chị, chị dám sao? Sao tôi lại không dám? Cô nghĩ đi, người chịu thiệt là ai? Ai bảo cô không biết giữ? Có thai rồi còn đi ba nhảy nhót uống rượu. Đã bị sảnh thai một lần rồi còn không chừa. Nếu cô chịu giúp tôi lần này, tôi sẽ mách cho cô một cách. Có thể đường đường chính chính bước chân vào ngôi nhà đó. Cách gì? Chị có cách sao? Thì cô phải hứa sẽ giúp tôi đã. Được rồi, tôi hứa. Chị để nói đi. Thì cô cứ biến giả thành thật là được. Là sao? Bây giờ cô sang nhà đó, khi có đủ mọi người trong nhà, cô sẽ giả vờ ngã rồi đổ lỗi cho vợ Luân làm. Cô bảo cậu Luân mang cô đến phòng khám của tôi, đến lúc đó tôi sẽ nói là cô bị sảy thai, mà người làm cô bị sảy thai lại chính là vợ cậu Luân thì cô nghĩ là cô ta còn có được ở trong ngôi nhà đó nữa không? họ sẽ nghĩ vừa cậu luân vì ghen ghét đố kỵ với cô mà nhẫn tâm ra tay với đứa con trong bụng cô họ sẽ hận cô ta vì đã làm mất đi cháu đích tôn mà họ đang mong chờ họ sẽ cảm thấy có lỗi với cô mà đối xử tốt với cô thôi chị thương nghe xong một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt chị hay quá một kế hoạch hoàn hảo chị đúng là thâm độc cô quá khen thế còn thỏa thuận của chúng ta thì sao cô đừng nghĩ có thể nuốt lời tôi còn giữ bằng chứng những lần chúng ta nói chuyện với nhau đấy cả hôm nay cũng vậy rồi rồi tôi biết rồi chị về nhà đi tôi sẽ chuyển khoản cho chị vẫn là số tài khoản cũ đúng không đúng rồi chuyển liền cho chị đấy chị đang cần gấp ok bà mai từ nãy giờ đứng đó đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện bà thấy không thể ngờ thương lại có tâm địa độc ác như vậy nếu không tình cờ biết được sự thật không biết nhà bà đã bị chị thương dắt mũi đến bao giờ Bà nhanh chóng quay về nhà kể cho Trang nghe. Trang sau khi nghe câu chuyện cũng rất bất ngờ. Nhìn bề ngoài chị Thương hiền lành như thế, không ngờ lại có thể nghĩ ra được những chuyện hại người đến như vậy. Chị ta còn dám lên cả kế hoạch để đổ oan cho Trang. Chị ta đúng là điên thật rồi. "Trang à, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào hả con? Mẹ cứ để xem chị ta định làm gì đã." Nghe tiếng động ở dưới nhà, bà mới nói, Hình như là nó sang đấy con Vậy mẹ xuống nhà trước đi Con sẽ xuống sau Mẹ nhớ lại là hãy xem như không có chuyện gì nhé mẹ Bây giờ mình không có bằng chứng Phải cho chị ta lòi đuôi cáo ra đã Bà Mai đi xuống Thấy Thương đã ngồi ở đó Thương bắt đầu dở trò tỏ vẻ đáng thương Mới nói chuyện được mấy câu thì Luân về Vì trước đó bà Mai đã gọi cho Luân về Luân lúc này cũng chưa biết là có chuyện gì Chàng cũng từ trên lầu đi xuống Mọi người đã có mắt đông đủ Thấy thời cơ đã đến Chị Thương bắt đầu dở trò Thương đi đến gần chỗ Trang đang đứng Định thực hiện ý đồ của mình Trang biết ý đồ của Thương nhưng vẫn đứng đó Bỗng Thương ngã lăn ra ngay dưới chân Trang Á à, đau quá Trang sao em lại xô chị Chị chỉ muốn đến nói chuyện đàng hoàng với em thôi mà Luân thấy Thương bị ngã Thì định chạy đến đỡ Thương dậy Bà Mai đã ngăn lại Luân còn đứng đó cho mẹ nhưng mà thương Còn ngày mẹ đứng đó Thường thấy không có ai chạy lại đỡ mình Thì khóc lóc Luân, vợ Luân làm tôi ngã mà Luân còn đứng đó sao Luân đừng quên là tôi đang mang thai Đứa con của Luân đấy nhé Bà May cười khẩy Cô Hồ đang mang thai sao Là con của thằng Luân Bác nói vậy là sao ạ Bác nghi ngờ con sao Không phải là nghi ngờ mà tôi khẳng định Là cô không mang thai Cô có muốn đi khám không Để tôi đưa cô đi nhé Phiếu cho ông hôm bữa còn đã đưa cho bác xem rồi mà Sao con lại không mang thai được Đúng là cô đã mang thai Nhưng cô đã bị sảy Và cái thai đó thì không phải là của thằng Luân Tôi nói đúng chứ Thường bắt đầu tái mặt Bác, bác Tôi đã nghe cô nói chuyện của cô và người bác sĩ kia Cô có cần nghe lại không để tôi mở lên cho cô nghe Tôi đã ghi âm lại tất cả Cô còn gì để chối cãi Con, bác, bác ơi Bác nghe con nói chuyện không như bác nghĩ đâu ạ luân luân nghe thương nói đã tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ vậy là những gì mẹ tôi nói là đúng chị lừa tôi tôi chỉ là kẻ đổ vỏ lâu nay đều bị chị dắt mũi chị định lừa gia đình tôi tới khi nào chị ta còn muốn đổ tội cho tôi làm cho chị ta sảy thai nữa đấy trang nói luân rít lên từng tiếng đồ đàn bà độc ác tầm địa trị xấu xa như vậy không xứng đáng được sống hạnh phúc đâu Chị cút đi, cút ra khỏi nhà tôi ngay Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa Thương xấu hổ Rời khỏi đó ngay lập tức Từ đó về sau Gia đình bà Mai cũng không thấy chị Thương nữa Không ai biết chị Thương đã đi đâu Kể cả mẹ của chị ấy Thực ra không có bản ghi âm nào cả Chị ta chỉ là có tật giật mình Sau khi Thương rời đi Luân đã quỳ xuống Cầu xin Trang tha thứ Trang à, anh biết là anh trai rồi chỉ vì một chút nhất thời mà anh đã mắc sai lầm với em Em hãy tha thứ cho anh lần này đi, có được không? Em hãy nghĩ đến con, nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta Mà tha cho anh đi Anh thề, anh thề là sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em nữa Anh đứng dậy đi Không, anh không đứng dậy Không đứng dậy nếu em chưa chịu tha thứ cho anh Vậy thì tùy anh Anh quỳ được bao lâu thì cứ quỳ Tôi vào với con đây Mẹ, mẹ giúp con một tiếng với à? Còn cứ để cho vợ con nó có thời gian suy nghĩ đã. Chuyện này mẹ chỉ giúp con được đến đấy thôi. Còn muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình này thì con biết mình nên làm gì rồi đấy. Chỉ cần con chân thành thì mẹ nghĩ là vợ con sẽ tha thứ cho con thôi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Chàng đã hiểu ra mọi chuyện và suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của mình. May mắn là nhờ có bà Mai nên mọi chuyện mới được sáng tỏ. Sự sáng suốt của bà Mai đã cứu cuộc hôn nhân của Trang và Luân khỏi bờ vực tan vỡ thời gian trôi qua luân đã thay đổi rất nhiều trở lại là người đàn ông mẫu mực như trước kia mọi sóng gió hôn nhân đã qua đi trang và luân cùng nhìn bé bóng đang ngủ say hy vọng vào một tương lai tươi sáng đang chờ đợi gia đình nhỏ của họ biết đâu sang năm tới trang sẽ mang bầu và sinh cho bà mai một đứa cháu đích tôn như vậy ước nguyện của bà sẽ trở nên tròn vẹn Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Hy vọng rằng câu chuyện trên đã mang lại cho các bạn cảm xúc lắng đọng. Hãy like và subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Cảm hóa mẹ chồng hạ khắc. Kết thúc chuyến công tác ngắn ngày sang Nhật Bản, Thành trở về nước và đang đứng ở sân bay chờ đợi chuyến xe đến đón anh. Chỉ cần nhìn ngoại hình, cách ăn mặc và phong thái của Thành, người ngoài cũng dễ dàng đoán được anh là con của một gia đình giàu có. Thành đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Hùng tiến đến gần mình, Hùng tỏ ra hồ hởi. "Chúc mừng anh đã hoàn thành chuyến công tác về nước ạ." À. "Cảm ơn cậu. Mấy hôm nay không phải lái xe cho tôi, thế cậu đã về quê thăm mẹ chưa đấy?" "Dạ rồi ạ." À. Mẹ em mừng lắm nên hôm nào cũng nấu đồ ăn ngon cho em. Có mấy ngày mà em đã tăng hẳn hai cân thịt đấy. Thành vỗ vai Hùng một cái rồi ngồi lên xe. Còn một số công việc Thành chưa giải quyết xong nên anh muốn quay về công ty. Thế nhưng Hùng quay mặt lại với vẻ mặt khá e dè. Trước khi em đến đón giám đốc thì mẹ của giám đốc có gọi điện đến cho em và căn dặn em phải đón giám đốc về nhà ngay. Có chuyện gì mà mẹ lại tỏ ra gấp gáp thế? Em cũng không biết Vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu ạ? À? Thành có hơi băn khoăn một chút rồi mới quyết định. Thôi được rồi, cậu chở anh về nhà đi. Chiếc xe lăn bánh và chạy thẳng về hướng của căn biệt thự mà gia đình anh đang ở. Thành bước xuống xe và đi thẳng vào nhà. Anh nghe thấy tiếng cười nói díu rít của bà Năm với ai đó. Bà Năm ngó ra phía ngoài cửa, nhìn thấy Thành, mắt bà sáng lên. Con trai về rồi đấy à, con mau vào đây đi. Thành nhìn vào trong ghế thì thấy Hương, cô con gái của công ty đối tác đang ngồi trong phòng khách. Chỉ cần nhìn vào khung cảnh đó thì Thành cũng đã hiểu ra ý đồ của bà Năm khi vội vã gọi anh về nhà. Thành bỏ tay bà Năm ra khỏi người anh rồi lạnh lùng nói: "Con đi công tác về hơi mệt, con muốn được lên phòng nghỉ ngơi. Còn có mệt cũng nên tôn trọng khách đến chơi nhà chứ. Em Hương ngồi đây chờ con hơn cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Con có bắt cô ấy phải chờ đợi đâu, là tự cô ấy muốn làm như vậy đấy chứ ạ?" À? bà năm liếc sang nhìn hương khuôn mặt hương trở nên ủ rũ sau khi nghe thấy những câu nói lạnh lùng của thành bà năm nhất quyết kéo thành lại ngồi cạnh hương anh đã quá chán ghét với cái trò gán ghép của bà năm anh đã từng hẹn gặp riêng hương ở bên ngoài và nói rõ cho cô biết anh đã có người yêu nhưng hương vẫn nhất quyết không bỏ cuộc thành đành phải ngồi lại đó với hương và bà năm đến khi cả nhà đã ăn uống xong thành bày ra vẻ mặt chán ngắt bây giờ con lên phòng được rồi chứ ạ à? con còn nhiều việc phải làm cho xong lắm. Thành không đợi bà Năm trả lời mà đi thẳng lên trên tầng 2. Bà Năm lại nhìn sang Hương rồi nắm chặt lấy tay cô. Cháu đừng có buồn lòng về thằng Thành nhé. Nó là mẫu người ngoài lạnh trong nóng. Bình thường lúc nói chuyện với cô nó cũng cư xử như thế đấy. Có thật không hả cô? Sao cháu có cảm giác như anh ấy chỉ ghét mỗi mình cháu thôi vậy? Cháu cũng muốn cố gắng để tiến đến gần anh Thành lắm. Nhưng anh ấy chẳng hề cho cháu cơ hội cô ạ thằng Thành nó còn chưa hiểu hết sự đời Chưa biết được người con gái nào mới đúng là người phù hợp với nó Nhưng cô thì khác Cô sẽ giúp nó nhận ra Quay về phòng Thành mở máy tính lên định làm việc Nhưng anh thấy nhớ Hằng Anh gặp máy tính lại và gọi điện thoại cho cô Hằng nhanh chóng bắt máy Chất giọng dịu dàng của cô cất lên Anh về tới nhà rồi à Anh về hơn một tiếng rồi Và vừa mới ăn tối xong Anh nhớ em quá Em cũng vậy Ngày mai anh đến công ty là chúng mình có thể gặp nhau rồi. Anh muốn gặp em bây giờ luôn có được không? Anh quên là em đang ở quê à? Sáng mai em sẽ bắt chuyến xe sớm lên thành phố. Vậy để anh ra bến đón em nhé. Anh không cần phải vất vả thế đâu. Anh thiếu ngủ mấy ngày nay rồi cơ mà. Vậy được rồi. Ngày mai anh sẽ đến công ty thật sớm. Mình cùng nhau đi ăn sáng, cùng nhau uống cà phê, rồi cùng nhau làm việc nhé. Hàng cười vui vẻ khi nghe đến kế hoạch của Thành. Yêu nhau đã 5 năm nhưng tình cảm của hai người vẫn rất khăng khít. Hai người gặp gỡ nhau thường xuyên, liên lạc với nhau thường xuyên. Họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Cảm giác nói chuyện với người mình yêu mới hạnh phúc, mới dễ chịu làm sao. Cảm giác đó khác xa với một tiếng đồng hồ lúc nãy, thành phải bất đắc dĩ ngồi nghe Hương tâm sự những chuyện mà anh không hề có hứng thú. Hương là cô gái được bạn nam chọn làm vợ cho anh. Nhà cô ta làm ăn buôn bán mới phất lên 2 năm gần đây, còn công ty của gia đình Thành đã có 10 năm đứng vững trên thị trường. Khi còn nghèo, người ta mong rằng mình sẽ bớt khổ hơn, khi cuộc sống ổn định, người ta mong muốn chạm được đến ngưỡng giàu có, khi giàu có, người ta lại mong được đứng trên mọi người. Có lẽ đó là tâm lý chung của tất cả mọi người. Bà năm bây giờ cũng mong muốn con trai có thể lấy được một cô vợ có gia thế và gây dựng gia đình thêm lớn mạnh nhưng thành đã có người yêu và vì xuất thân của người yêu anh không đáp ứng được những điều mà bà năm mong muốn nên bà mới sốt sáng tìm kiếm một cô gái khác thay thế vị trí của hằng trong lòng thành thành đã thẳng thắn nói với mẹ anh rằng anh không có ý định chia tay hằng vì chuyện tiền bạc đứng trên góc nhìn của bà năm bà cho rằng cậu con trai của bà quá cứng đầu nhưng cũng chính bà cũng đang vô lý bắt ép con trai phải theo ý mình. Thành vẫn đang nói chuyện dở với Hằng thì bà Năm không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng anh. Thành kết thúc vội cuộc điện thoại với Hằng, bà Năm nhìn anh với vẻ mặt khó chịu. Con vừa nói chuyện điện thoại với ai đấy? Con nói chuyện điện thoại với Hằng. Lời mẹ nói bây giờ con không muốn nghe nữa à? Mẹ đã bảo là con hãy chia tay với con bé đó rồi nhanh chóng hẹn hò với cái Hương đi cơ mà. Con cũng đã nói với mẹ là con không thể làm vậy rồi có gì mà không thể vì con yêu hằng và không hề có hứng thú với hương tình yêu sớm muộn gì rồi cũng biến mất con là đàn ông mà sao không biết nhìn xa trông rộng thế còn hương nó sẽ giúp con giúp gia đình mình phát triển sự nghiệp hơn nữa đấy còn một đứa nhà quê như con hằng nó giúp được gì cho con hay chỉ khiến con trở nên hèn mọn hơn nghèo khổ hơn trước khi được như thế này gia đình mình cũng đã từng rất nghèo đấy mẹ ạ Mẹ đừng dựa vào đồng tiền để đánh giá người khác. Con và Hằng đã bên nhau 5 năm rồi, chứng tỏ giữa bọn con có sự hòa hợp. Cô ấy là một cô gái tốt. Mẹ còn đòi hỏi thêm điều gì ở cô ấy nữa. Con đường bằng phẳng đẹp đẽ con không đi, mà lại muốn đi con đường gập gành thô sơ sao? Mẹ là mẹ con, mẹ không thể nào trơ mắt nhìn con lựa chọn ngu ngốc như vậy được. Bà Năm tức giận rời khỏi phòng của con trai. Thành thở dài vì đến bây giờ mẹ anh vẫn chưa thay đổi quan niệm. Chính vì lý do đó mà anh vẫn chưa dẫn hàng về ra mắt. Anh sợ cô sẽ bị bà Năm nói những lời khó và khiến cô tổn thương. Hằng là một cô gái tốt, anh muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Nên anh muốn ngày cô xuất hiện chính thức trước mặt bố mẹ anh với tư cách là người anh yêu. Cô sẽ được bố mẹ anh đón tiếp nồng hậu. Ý định của Thành vốn dĩ là từ từ thuyết phục bà Năm. Nhưng khi bà Năm biết anh yêu người có xuất thân không giàu có về vật chất Bà lại cố tình tìm cách để chia rẽ mối quan hệ của hai người. Thành dĩ nhiên đã phản kháng lại, nên tình cảm mẹ con mới dần trở nên xa cách. Ngày mà anh có thể tự tin dẫn Hằng đến trước mặt bố mẹ mình, có vẻ lại càng xa vời hơn. Sáng ngày hôm sau, vì muốn gặp mặt Hằng sớm hơn một chút, mà Thành đã dậy từ 6 giờ sáng, rồi đến công ty lúc 7 giờ. Hằng đứng đợi ở cổng chính của văn phòng công ty và vẫy tay với anh. Anh lái xe đến gần chỗ cô rồi mở cửa chạy ra ôm lấy cô. Hằng có chút ngại ngùng. Sao anh mạnh dạn thế? Bọn mình đang đứng trước cửa công ty đấy. Giờ này làm gì có ai đến công ty đâu mà em phải lo. Em cho anh ôm em thêm một chút nữa đi. Thôi được rồi, nể tình mấy ngày xa cách nên em mới đồng ý đấy nhé. Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu rồi mới cùng nhau đi ăn sáng và uống cà phê ở mấy quán gần công ty có lẽ tình yêu đối với người trưởng thành cũng chỉ cần những điều đơn giản và bình dị như vậy cả thành và hằng đều hài lòng với đối phương và hài lòng với hiện tại dù hằng chưa bao giờ thúc giục anh phải cưới cô nhưng bản thân thành biết cô cũng mong đợi điều đó như anh chướng ngại vật lớn nhất mà anh phải vượt qua đó là bạn năm nhưng thành vẫn chưa tìm ra được lời giải cho câu hỏi hóc búa đó hai người vẫn còn đang giữ bí mật chuyện họ hẹn hò với nhau ở công ty Chính Hằng là người đã đề nghị như vậy. Cô không muốn mọi người trong công ty sẽ nhìn cô với con mắt của người yêu giám đốc. Cô sợ họ sẽ cảm thấy bất tiện và khó làm việc với nhau. Để bí mật vẫn được giữ nguyên, hai người tách nhau ra trước khi đi vào công ty. Hằng đứng đợi thang máy ở tầng 1 và bắt gặp khuôn mặt lạ lẫm của một cô gái đứng ở đó. Đây là lần đầu tiên Hằng gặp cô gái này, nhưng cô ta lại nhìn Hằng với ánh mắt như thể cô ta đã biết rõ về Hằng hai người cùng đi chung một thang máy. Như thường lệ, Hằng đến phòng kế hoạch, còn cô gái kia đã rẽ sang phòng nhân sự. Lúc Hằng vừa mới vào phòng, đã thấy mọi người túm tụm lại với nhau. Hằng vì tò mò nên cũng chen vào hỏi. Có chuyện gì mà mới sáng sớm mọi người đã bàn tán rôm giả thế? Loan, cô em út trong phòng, nhanh nhậu trả lời. Nghe bảo hôm nay công ty mình có nhân viên mới đến làm đấy chị ạ, mà còn là nhân viên mới của phòng mình nữa cơ. Có khi nào em sẽ không còn là em út ở trong phòng nữa không lúc nãy chị gặp một cô gái ở trong thang máy khi chị đi lên đây thì thấy cô ấy sẽ sang phòng nhân sự chắc đó là nhân viên mới đến đấy còn một chuyện sốc hơn nữa về cô nhân viên mới đó đấy chị ạ nghe nói cô gái ấy chính là vợ tương lai của giám đốc thành chính mẹ của giám đốc thành là người đã tác động để cô ấy vào đây làm đấy có lẽ cô ấy sẽ học việc dần ở phòng mình rồi sau đó cùng giám đốc tiếp quản công ty ui Em ngưỡng mộ cô ấy quá Cuộc đời em bao giờ mới có được ngày yêu được một người giàu có nhỉ? Hằng gượng cười trước những lời Loan vừa nói Hằng chính là người yêu của Thành Vậy cô gái kia là ai mà dù chưa gặp mặt Nhưng mọi người đã đưa ra lời đồn đoán như thế Mấy năm yêu nhau, Hằng và Thành luôn đặt sự trung thủy lên hàng đầu. Cô không nghĩ rằng Thành đã lén lút sau lưng cô và hẹn hò với một người khác thậm chí sáng nay vì muốn mau chóng được gặp cô mà thành còn đến công ty rất sớm hằng cố giữ bình tĩnh và cho rằng đó chỉ là những tin đồn nhảm nhưng rõ ràng rằng hằng đã để ý hơn đến cô gái kia không phải chỉ có hằng mới bất ngờ về sự xuất hiện của hương mà chính thành cũng không hề hay biết đến công ty anh mới nhận được thông báo của ông đồng về việc bổ nhiệm nhân sự mới thấy cái tên hương xuất hiện Thành vội vàng chạy sang phòng ông Đồng và đòi hỏi ông cho anh một lời giải thích. "Chuyện này là thế nào hả bố? Sao tự dưng phòng kinh doanh của công ty lại có thêm nhân sự mà con không hề hay biết? Mẹ con đã đe dọa bố, nếu không nhận con bé đó vào công ty thì mẹ con sẽ lên chùa ở. Bố cũng chẳng còn cách nào khác nên mới phải chiều theo ý mẹ con. Nhưng tại sao lại là phòng kinh doanh? Đây là phòng quan trọng nhất của công ty, nếu lỡ như nhận một người không có kinh nghiệm" không chuyên nghiệp vào làm và gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc thì sao? Bố cũng đã nói với mẹ con như thế, nhưng bà ấy bảo cái Hương nó có ăn học đàng hoàng, nó sẽ làm tốt được công việc ở đó. Trước mặt bố con mình cứ tạm thời làm theo ý mẹ, đến khi nào cảm thấy không ổn thì bố con mình sẽ cho con bé nghỉ việc. Bố cũng mệt mỏi vì phải chiều theo ý mẹ con lắm rồi. Sau khi nói chuyện với ông đồng, Thành vẫn không thể nào thu hồi lại quyết định bổ nhiệm nhân sự cũng chỉ vì bà Năm. Hóa ra, kế hoạch tiếp theo để gắn ghép Hương và Thành của bà Năm chính là cho hai người làm cùng công ty với nhau. Hương và Hằng lại làm cùng một phòng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Thành đã cảm thấy nhức đầu. Hằng vẫn chưa hay biết gì về việc Hương là cô gái mà bà Năm đã chọn làm vợ của Thành. Cô cũng chưa xác định được mọi chuyện đang diễn ra là hiểu nhầm hay là thật. Thành băn khoăn không biết nên nói ra mối quan hệ phức tạp giữa anh và Hương cho hàng biết hay không. Mọi người ở trong phòng kinh doanh đều tò mò về diện mạo của nhân viên mới, tất cả đều đồng ý rằng nếu là người yêu của giám đốc thì chắc chắn cô gái kia vừa có diện mạo xinh đẹp, vừa có học thức lại vừa xuất thân từ gia đình giàu có. Đến khi Hương thực sự xuất hiện, mọi người đều trầm trồ vì những điều họ đoán gần như đã đúng hết chỉ có tin đồn về mối quan hệ giữa Hương và Thành là chưa ai dám thẳng thắn hỏi để xác thực. Hương chào mọi người trong phòng một lượt rồi lại gần Hằng. Cô ta nở nụ cười nhưng ánh nhìn cô ta dành cho Hằng lại sắc lạnh. "Chào chị, chị là Hằng, phó phòng kinh doanh đúng chưa ạ?" À? "Đúng rồi, chị chào em. Mong rằng chúng ta sẽ làm việc với nhau ăn ý." "Dạ vâng, em mong chị em mình sẽ có nhiều cơ hội để trò chuyện với nhau. Em thật sự rất tò mò muốn biết chị là người như thế nào? Câu nói của Hương đang xen rất nhiều ẩn ý. Hằng nhận ra cách nói chuyện của Hương với những người còn lại trong phòng và với Hằng khá khác biệt. Chỉ vì một tin đồn giữa những người trong công ty nói với nhau, Hằng không thể trẻ con tìm đến Thành và nặng nặc bắt anh phải giải thích. Kết thúc ngày làm việc hôm đó, hai người gặp nhau và cũng đi ăn tối với nhau. Thành cũng rất tò mò về việc Hương xuất hiện. Anh rè dặt hỏi Hằng phòng em vừa có nhân viên mới chuyển đến phải không dạ cô ấy xinh đẹp lắm nên cả ngày hôm nay mọi người bàn tán về cô ấy suốt thế cô ta có nói chuyện gì khác với em không không mà sao anh lại hỏi thế anh chỉ hơi tò mò thôi thái độ ngậm ngừng của thành khiến hằng có chút lo lắng liệu cô ta có phải là người tình sắp cưới của thành giống như mọi người đồn đại chăng hằng muốn thành là người lên tiếng trước cho cô biết nhưng anh có vẻ như vẫn còn đang muốn giấu giếm điều gì đó và không chịu nói ra. Hai người nói lời tạm biệt khi mỗi người đều đang có tâm sự riêng. Tưởng rằng lời đồn đó sẽ chỉ thoảng qua và kết thúc sau một vài ngày, nhưng Hương lại rất biết cách làm cho lời đồn ngày càng đi xa hơn. Mỗi ngày tới công ty, cô ta đều đến phòng giám đốc mấy lần để tìm gặp Thành. Công việc của Thành rất bận rộn, chẳng mấy khi anh có mặt ở đó, nhưng cô ta vẫn cố tình xuất hiện và tất nhiên với cô thư ký của Thành đó lại là một chuyện đáng ngờ. Chả mấy chốc cả công ty lại dấy lên tin đồn, giám đốc và người yêu giám đốc thân mật với nhau trong phòng riêng. Và kế hoạch đó của Hương đã thành công như cô ta mong muốn. Hương cẩn thận quan sát nét mặt của Hằng. Hằng không bày ra vẻ mặt thất vọng hay chán nản trước mặt mọi người vì cô và Thành chưa bao giờ công khai mối quan hệ trong công ty. Không nhìn thấy được Hằng tức giận hay làm ẩm ý lên thì hương vẫn chưa hài lòng cô ta lại giáp tâm hơn để khiến hằng phải tin rằng cô ta và thành là một cặp giờ nghỉ trưa nhân viên trong phòng kinh doanh cùng nhau đi ăn hương tỏ ra cởi mở và hòa đồng với tất cả mọi người lúc này loan cố gắng hỏi hương về tin đồn giữa cô và thành chị hương này em muốn hỏi chị một việc được không ạ em cứ thoải mái hỏi đi chị có thật sự là người yêu của giám đốc thành không ạ Câu hỏi thẳng thừng của Loan cũng là câu hỏi mà nhiều người trong công ty đang tò mò. Tất cả mọi người ngồi trong bàn đều im lặng, chờ đợi câu trả lời của Hương. Hương nở một nụ cười tươi giói. Mọi người thật sự tò mò chuyện đó sao? Đương nhiên rồi, dù gì chúng ta cũng làm chung một phòng, chỉ tiết lộ cho bọn em biết đi ạ. Thôi được rồi, em chỉ nói cho nhân viên trong phòng mình thôi đấy. Em không phải là người yêu của anh Thành, mà chính xác em là vợ sắp cưới của anh ấy. Hai gia đình đã gặp nhau mấy lần Mỗi tuần em đều đến nhà và chơi với mẹ anh Thành Mà sao mọi người biết tin nhanh thế Trước đó em đâu có kể với ai đâu nhỉ Từ hôm chị vào công ty Đã có tin đồn về chị rất nhiều rồi Cũng đúng thôi Phải cỡ như chị mới xứng đáng làm vợ của anh Thành chứ Khi nào chị và anh ấy cưới nhau Nhất định phải mời hết phòng mình đi nhé Trừ hẳn ra Còn lại ai nấy đều vui vẻ chúc mừng cho Hương khi mọi thứ chỉ mới là tin đồn hằng còn có thể chấn tĩnh lại bản thân và giữ được biểu cảm bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra thế nhưng tình huống bây giờ đã thay đổi hoàn toàn hương khẳng định cô ta là vợ sắp cưới của thành vậy còn hằng là gì của thành chẳng nhẽ cô chỉ là người tình bóng đêm của thành thôi sao nếu hương và thành thật sự không có bất cứ mối quan hệ nào với nhau thì tại sao hương lại dám tự tin khẳng định như thế khuôn mặt hằng trở nên trắng bạch cô luống cuống không biết nên làm gì. Cô khẽ nhìn sang phía Hằng thì thấy Hằng nở một nụ cười đắc ý. Hằng thậm chí còn đưa cho đồng nghiệp xem những bức hình cô ta chụp chung với bạn Năm. Đến nước này, cho dù Hương có muốn phủ nhận cũng không thể. Chỉ sau nửa ngày khi Hương khẳng định chắc nịch, cô và Thành sắp kết hôn với nhau. Cả công ty đều đã biết chuyện. Cứ gặp nhau ở phòng nghỉ ngơi hay nhà vệ sinh, người ta lại bàn tán về mối tình của cô nhân viên mới và anh giám đốc mọi chuyện cuối cùng cũng đã đến tai thành thành ra trước cửa công ty và đợi hùng lái xe đến để chuẩn bị đi gặp đối tác hùng cứ tủm tỉm cười thành thấy lạ nên mới hỏi hùng hôm nay cậu có chuyện gì vui à giám đốc mới là người có chuyện vui chứ không ngờ em theo giám đốc bao lâu nay mà lại không biết chuyện giám đốc có người yêu lần sau giám đốc muốn chở người yêu đi đâu cứ gọi em đến em sẽ có mặt lên sao cậu lại biết tôi có người yêu rồi thế có phải chỉ mình em biết đâu, cả công ty bây giờ ai cũng biết cả rồi. Chính người yêu giám đốc đã công khai mà." Thành tỏ ra bất ngờ, vì Hằng đã bắt anh giữ kín chuyện hai người hẹn hò với nhau, mà bây giờ cô lại là người chủ động tiết lộ cho người khác biết. Thành lại hỏi Hùng thêm một lần nữa. "Có thật là Hằng đã nói ra không?" "Hằng nào hả sếp? Là Hương mới phải chứ." "Hương nào?" "Chẳng lẽ là Hương nhân viên mới trong phòng kinh doanh sao?" "Dạ đúng rồi." vậy rốt cuộc ai mới là người yêu của sếp là hằng hay là hương khi nghe đến tên hương thành cảm thấy vô cùng thất vọng nếu như đến tài xế của thành đã biết chuyện thì chắc chắn hằng cũng đã biết và trong tình huống này hằng sẽ dễ hiểu lầm thành phản bội cô thành lên gọi điện cho hằng nhưng cô không trả lời mà chỉ nhắn lại một câu ngắn ngủi em đang bận thành lại hẹn cô tối nay hai người gặp nhau nhưng cô không hồi đáp sự lo lắng của thành đã bị đẩy lên cao anh không thể để người yêu hiểu lầm và chịu tổn thương. Kết thúc cuộc họp với đối tác, Thành quay trở lại công ty và thông báo với các phòng ban tối nay sẽ tổ chức tiệc. Anh mời tất cả mọi người tham dự. Vừa biết được vợ tương lai của giám đốc là ai và lại được giám đốc mời đi ăn, nhân viên trong công ty đoán giả đoán non lần này sẽ là lần để giám đốc khẳng định chủ quyền với Hương. Hương vẫn tỏ ra đắc thắng vì chưa rõ Thành định làm gì còn hằng trở nên khó xử hơn bao giờ hết tuy vậy cô nghĩ mình vẫn nên tham gia bữa tiệc này vì đó cũng là một phần trong công việc và cô là nhân viên cấp dưới của thành được giám đốc mời đi ăn nên ai nấy cũng vui vẻ còn hằng lại thu mình vào một góc như người ốm dậy không khí xung quanh trước khi thành đến khá ồn ào hằng muốn thoải mái hít thở một chút nên đã đi ra ngoài phía sảnh chính của nhà hàng ngay lúc ấy Thành và Hùng đến nơi. Hằng quay đi định tránh mặt thì Thành đã nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cô. Em định đi đâu thế? Em định đi vệ sinh. Sao anh nhắn tin cho em mà em không trả lời? Hôm nay em hơi mệt nên em quên mất. Em đi vào đây với anh. Thành không buông tay Hằng ra mà dẫn cô đi thẳng vào căn phòng nơi đang tổ chức bữa tiệc. Lúc Thành xuất hiện cùng với Hằng, ai nấy đều bất ngờ và có chút hoảng hốt vì người mà giám đốc đang nắm tay lại không phải là Hương mà là Hằng. Chính Hằng cũng không biết Thành đang định làm gì. Thành nhìn tất cả mọi người đầy tự tin. Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã có mặt ở đây. Mọi người mau ngồi xuống đi. Ai nấy đều giữ im lặng và ngồi xuống theo lời của giám đốc. Tất cả hướng mắt lên trên nhìn Thành và Hằng. Trong đó có cả hai con mắt đang bùng cháy giận dữ của Hương. Thành dõng dạc tuyên bố. Thời gian gần đây có một số tin đồn trong nội bộ công ty nói rằng người yêu của tôi đang ở trong này. Không để mọi người phải tò mò, tôi xin khẳng định chuyện đó là đúng sự thật. Hằng, phó phòng kinh doanh, người đang đứng cạnh tôi đây chính là người yêu của tôi. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho tình yêu của chúng tôi. Thành quay sang nhìn Hằng rồi nở một nụ cười. Những chàng vỗ tay vang lên từ phía bên dưới. Chỉ nhờ hành động quyết đoán đó, Thành đã chứng minh được cho Hằng biết trong lòng anh chỉ có mỗi mình Hằng và xóa bỏ được hiểu lầm không đáng có. Kết thúc bữa tiệc, hai người cùng nhau ra về. Hằng kể lại toàn bộ mọi chuyện về Hương và mẹ anh cho Hằng nghe, rồi quyết định sẽ dẫn cô về ra mắt. Cả hai sẽ cùng nhau thuyết phục bạn năm. Ngay sáng ngày hôm sau, Thành chờ Hằng đến nhà anh chơi. Anh cũng đã nói trước cho bố mẹ anh được biết. Khi vào nhà, Thành chỉ thấy có mỗi ông Đồng, còn bà Năm anh không thấy đâu. Ông Đồng chỉ biết bà Năm đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Khác với thái độ của bà Năm, ông Đồng không câu nệ việc người yêu của Thành xuất thân từ đâu. Chỉ cần đó là người tốt và có thể cùng Thành tạo dựng cuộc sống yên ấm thì ông hoàn toàn đồng ý. Có được cái gật đầu của ông Đồng cũng đã là điều may mắn. Giờ chỉ còn mỗi bà Năm nữa mà thôi. Đến khi đã quá giờ trưa, bà Năm mới về nhà. Bà đang vui vẻ nói chuyện với Hương. Như hai chiến tuyến thủ địch, một bên là bà Năm và Hương, một bên là Thành và Hằng. Ông Đồng bị đặt ở giữa và không biết phải xử trí như thế nào. Thành khá nóng giận khi bà Năm dù đã biết trước là Hằng sẽ đến nhà nhưng vẫn cố tình để Hương xuất hiện. Anh tỏ rõ thái độ. Hôm nay con đã nói với mẹ là con sẽ dẫn khách đến nhà chơi mà mẹ còn đi đâu thế? Mẹ đâu có nhận lời sẽ tiếp khách của con đâu. Mẹ cũng có khách của mẹ, con mau tiễn khách của con về đi. Chạm mặt Hương ở đó hằng thật sự không hề thoải mái cô nói với thành em ở chơi cũng đã lâu rồi anh chở em về để bác gái còn tiếp khách nhưng lần sau em lại đến chơi tiếp cũng được hằng quay sang nhìn ông đồng bà năm dạ cháu chào hai bác cháu về có dịp khác cháu sẽ ghé chơi ạ bà năm lạnh lùng trả lời e là không có dịp khác đâu cô mau về đi đuổi được hằng ra khỏi nhà bà năm quay vào nói chuyện tình tứ với hương dù cả công ty đã biết là Hương nói dối, nhưng có bà Năm chống lưng, cô ta vẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay xấu hổ, mà mặt dày xuất hiện ở công ty như thường. Còn Hằng vẫn bị bà Năm ghét vì xuất thân từ thôn quê. Lúc trở Hằng về lại phòng trọ, Thành liên tục động viên cô rằng anh sẽ thuyết phục được mẹ anh và bảo cô hãy luôn tin tưởng anh. Tình yêu của họ đã được kiểm chứng bằng quãng thời gian 5 năm. Hằng gật đầu và nghĩ bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cô muốn có cơ hội để nói chuyện riêng với bà Năm, nhưng mỗi lần cô đến chơi nhà, bà Năm đều ở trong phòng và không chịu ra gặp mặt Hằng. Những nỗ lực đó của Hằng đều trở nên vô nghĩa khi bà Năm không mở lòng với cô lấy một lần. Thay vào đó, bà lại tìm cách gây áp lực lên ông Đồng và bắt ông phải đứng về phía bà. Ông Đồng khá ưng ý với Hằng vì cô làm việc rất tốt. Cô cũng đã gắn bó một quãng thời gian dài với con trai ông nên dĩ nhiên ông không thể nào vô lý bắt con trai phải bỏ Hằng. Và thế là, bà Năm chỉ cho Hương những cách để đổ oan cho Hằng và hạ uy tín của Hằng ở trong công ty. Hương và Hằng vẫn làm chung trong một phòng và công việc thì vẫn là công việc. Hằng lại là cấp trên của Hương nên hai người vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày. Mọi người trong phòng của Hằng chuẩn bị một dự án ra mắt sản phẩm mới, đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì Hương là nhân viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm nên cô chỉ được giao nhiệm vụ đơn giản là tổng hợp lại ý kiến của mọi người và hoàn thành báo cáo rồi chỉnh lên cấp trên trong cuộc họp. Trước khi đưa ra cuộc họp, Hằng sẽ là người kiểm duyệt lại một lần cuối. Cô cho Hương thời gian 2 ngày chỉ để làm một bản báo cáo đó và yêu cầu Hương trước 9 giờ sáng mai phải mang đến cho cô để 10 giờ cô đi họp. Hương đã nhận công việc nhưng không làm. Đến ngày diễn ra cuộc họp, Hằng đến công ty lúc 8 giờ nhưng không thấy Hương đâu. Cô cũng không hề nhận được thông báo của Hương là sẽ xin nghỉ làm. Dù rất nóng ruột, nhưng Hằng vẫn quyết định đợi Hương. Đến 8 giờ 30, cô gọi điện cho Hương thì Hương bảo mình bị tai nạn và đang phải giải quyết nên sẽ đến muộn. Về bản báo cáo, cô ta khẳng định đã làm xong hết và không có bất cứ sai sót nào. Cô ta cũng hứa sẽ đến công ty trước khi cuộc họp diễn ra. Trong lòng Hằng có cảm giác bất an, nhưng chỉ còn hơn một tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu. Nếu muốn tổng hợp xong báo cáo, ít nhất cũng phải mất một buổi sáng. Cho dù bây giờ cô có làm cũng không thể kịp. Hằng đành phải ngồi đợi Hương đến công ty. Kim đồng hồ đã điểm 9 giờ 55. Ngồi trong phòng họp, ruột gan Hằng nóng như lửa đốt. Hương vừa kịp xuất hiện và đưa cho Hằng biên bản tổng hợp hằng mở ra và thấy đó chỉ đơn giản là một bản photocopy lại y hệt nội dung của mọi người làm ra và chưa được sắp xếp lại cho hợp lý và dĩ nhiên hằng không thể trình ra một bản kế hoạch chưa hoàn chỉnh cho cấp trên hằng đứng dậy xin lỗi toàn bộ lãnh đạo và hứa sẽ nộp lại bản kế hoạch vào buổi chiều dĩ nhiên cô đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích và gánh hết mọi tội trạng suốt bao nhiêu năm làm việc ở đó hằng chưa bao giờ phạm phải sai lầm ngu ngốc đến như vậy nên cô càng xấu hổ hơn quay trở về phòng làm việc hằng thấy hương vẫn đang dừng dưng ngồi trang điểm cô gọi hương ra ngoài để nói chuyện hằng cố gắng bình tĩnh nhất có thể có phải cô để chuyện riêng xen lẫn vào chuyện công việc nên mới làm ra bản báo cáo tổng hợp như thế này không cô nói gì vậy tôi không hiểu nói cô mới vào công ty nhưng tính ra cũng đã được hơn một tháng cô không thể biện minh lý do rằng cô chưa biết làm báo cáo như thế nào được đúng vậy là tôi cố tình đấy. Vậy thì đã sao nào? Cô không giành được tình cảm của anh Thành một cách chính đáng nên lại tìm cách này để hạ bệ tôi à? Nếu cô chịu thua thì có thể đầu hàng ngay bây giờ đấy. Cũng tội nghiệp cho cô nhỉ, dù cô muốn trừng phạt tôi cũng đâu đủ quyền hạn. Nhiều lắm, tôi chỉ bị khiển trách một chút mà thôi. Còn cô chắc sẽ bị ban giám đốc nhìn nhận lại năng lực đấy. Bác Đồng đồng ý cho cô và anh Thành quen nhau vì nghĩ cô làm việc giỏi nhưng sau vụ này có khi nào bác ấy sẽ quay sang ủng hộ tôi không tôi thì đang rất mong chờ điều đó hương quay lưng bỏ đi và quả thật như lời cô ta nói hằng đã phải viết biên bản và hạ một bậc lương sau vụ việc đó nhưng khi cô đưa cách làm việc của hương sang phòng nhân sự để phê bình những người làm việc ở phòng đó lại là tay chân của bà năm nên họ đã làm ngơ trước lời hằng nói dù vậy sau sự việc đó hằng cũng rút ra được một kinh nghiệm đó là những chuyện liên quan đến công việc tuyệt đối cô không nên giao phó cho hương nữa ngoài chuyện của hương hằng còn phải vượt qua một ngọn núi cao hơn là bà năm cuối cùng bà năm cũng đã cho hằng một cơ hội để nói chuyện với bà nhưng bà yêu cầu chỉ mình bà nói chuyện với hằng trong phòng riêng thành không được tham gia vào khi chỉ có hai người với nhau bà năm đã thành thật bộc lộ cảm xúc của mình và khiến hằng như chết lặng bà Năm ném xuống nền nhà một sấp ảnh. Có những tấm ảnh bị úp xuống và có những tấm ảnh ngựa lên. Trong những tấm ảnh ngựa lên đó có khuôn mặt của bố mẹ Hằng xuất hiện. Hằng nhặt tất cả lên xem. Đó là những bức ảnh chụp bố mẹ cô đi làm ngoài ruộng hay những khoảng khắc bố mẹ cô trở về nhà ăn cơm với nhau. Hằng hỏi bà Năm. Bác đưa cho cháu những bức ảnh này là có ý gì ạ? Tôi đã điều tra sơ qua về bố mẹ cô, và đúng là bố mẹ cô chỉ là những người nhà quê. Cả cuộc đời chỉ biết làm ruộng, kiếm vài đồng bạc lẻ nhỉ. Tôi hỏi thật nhé. Dựa vào đâu mà cô có sự tự tin và đòi kết hôn với thằng Thành thế? Cháu dựa vào năng lực của bản thân cháu và cả dựa vào tình yêu với anh Thành. Việc bố mẹ cháu làm nông nghiệp, cháu cảm thấy tự hào bởi nhờ có công việc đó mà cháu mới được ăn học đàng hoàng và có công việc hiện tại à? <laughs> Con người sống nên biết vị trí của bản thân mình ở đâu, ai mới là người phù hợp với mình. Cô dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không chấp nhận đâu. Cô hãy sớm từ bỏ nếu không muốn phải nhận thêm hình phạt nữa. Đây là lời khuyên tôi dành cho cô đấy. Cháu đã hứa với anh Thành là sẽ cùng anh ấy thuyết phục cô. Chỉ cần anh Thành không từ bỏ thì nhất định cháu cũng sẽ không từ bỏ. Hằng Lịch sự cúi chào bà năm rồi rời khỏi phòng. Thành vẫn đứng ngoài đó chờ cô từ lúc nãy. Anh tò mò hỏi: "Mẹ đã nói gì với em thế? Có phải mẹ đã đe dọa em không?" "Không phải đâu anh, bác chỉ nói những chuyện bình thường với em thôi." "Có thật không đấy? Em nói thật mà, nhưng bác vẫn chưa chấp nhận cho anh và em đâu. Tụi mình cùng nhau cố thêm một chút nữa anh nhé." Hằng khoác tay Thành và bày tỏ tình cảm với anh, dù cô đang thất vọng vì mẹ anh cho người tìm đến tận nhà điều tra bố mẹ cô nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc hằng vẫn quyết tâm cố gắng cùng với thành bà năm lại tiếp tục bày ra một thử thách mới mấy hôm sau khi hằng đến công ty cái loan đã chạy đến gần cô và nói nhỏ cho cô nghe thông tin mà loan vừa biết chị đã biết chuyện gì chưa chuyện gì thế hả em chuyện về chị hương đấy hôm nay chị ta sẽ được điều chuyển lên làm thư ký riêng cho giám đốc thành em chỉ cần nhìn mắt thôi cũng đoán được chị ta chưa hề từ bỏ anh thành đâu chị đừng chủ quan nhé nghe loan nói thế hằng cũng hiểu ra ngay ý đồ của bà năm là muốn hương và thành ở cạnh nhau rồi nảy sinh tình cảm cô băn khoăn rồi cuối cùng cũng gọi điện cho thành thành nhanh chóng bắt máy có phải em đã nghe tin điều chuyển nhân sự rồi không anh đang cố sắp xếp lại chuyện này chắc chắn là chỉ thị của mẹ anh nếu đã là chỉ thị của bác gái thì e rằng anh sẽ khó có thể làm được gì nhưng anh cũng không thể để yên cho cô ta ở bên cạnh anh được Anh biết là em cũng sẽ cảm thấy không vui Em tin tưởng anh Anh chỉ cần giữ khoảng cách và nói chuyện công việc với cô ấy thôi Như vậy thì em sẽ yên tâm hơn Được, anh hứa sẽ luôn giữ khoảng cách 2 mét Tối thiểu giống như lúc đang có dịch bệnh lây nhiễm ấy Hằng bật cười vì sự hóm hình của Thành Một phần cô rất tò mò Không biết Hương sẽ dở trò gì tiếp theo để quyến rũ Thành Hóa ra cô ta cũng chỉ dở những trò quen thuộc của bọn tiểu nhân. Mỗi ngày, dù không có công việc gì quan trọng, cô ta vẫn đi qua đi lại phòng của Thành. Đến mức Thành phải thẳng thừng nhắc nhở. Cô không có việc gì để làm hay sao mà cứ vào phòng tôi suốt thế? Trừ khi có việc gì quan trọng cần phải báo cáo thì cô hãy vào đây. Còn nếu không thì cô hãy trực ở ngoài quầy thư ký và làm việc bình thường. Em chỉ sợ anh vất vả nên mới vào thăm trường anh thôi sao anh lại nặng lời với em như thế cô không xuất hiện ở đây chính là điều tốt nhất cô nên làm để giúp tôi đỡ vất vả hơn tôi sẽ không bao giờ rung động với cô đâu nên cô đừng phí phạm công sức và tự bôi do chất chấu vào mặt mình nữa những lời nói thẳng thừng đó của thành vẫn chưa đủ làm hương nhụt trí cô ta lại quay sang kiếm cớ vì được bà năm yêu cầu nên bất cứ lần nào thành ra ngoài họp với đối tác cô ta đều lẽo đẽo đi theo đến khi cuộc họp kết thúc thì trời cũng đã tối muộn dù có ghét hương nhưng hương là con gái thành không thể nào nhẫn tâm để cô ta phải về nhà một mình giữa đêm hôm khuya khoắt nên đã bảo hùng lái xe chở hương về nhà cô ta trước rồi mới quay về nhà anh hương lợi dụng tình huống đó và gửi những tin nhắn khiêu khích cho hằng cô ta nghĩ làm như vậy hằng sẽ ghen tuông rồi cãi nhau với thành nhưng hương đã nhậm to hằng cũng gửi lại hương những nội dung tin nhắn giữa cô và thành Ngày nào anh cũng nhắn tin cho cô biết anh đang làm gì, ở đâu và cả những tin nhắn ngọt ngào của hai người. Hương cuối cùng lại thành ra bị Hằng trả lại một cái tát đau đớn. Hương không phục nên lại tiếp tục bày ra một màn kịch mới. Đang tập trung làm việc ở trong phòng, Thành nghe thấy tiếng kêu đau thất thanh của Hương ở phía bên ngoài. Anh vội đi ra xem thì thấy Hương đã ngất xỉu xuống đất. Thành gọi điện cho xe cấp cứu và chờ nhân viên y tế đến anh cũng không biết hương bị bệnh gì khi xe cấp cứu đã đến dù sao cũng không thể để hương vào bệnh viện một mình nên thành đã ngồi cùng lên xe với cô ta mỗi ngày thành có rất nhiều công việc cần phải giải quyết nên việc thành bỏ thời gian ra cho hương như thế quả thật không dễ thế nhưng khi đến nơi kết quả thăm khám của hương mà bác sĩ truyền đạt lại đã khiến thành không khỏi bực mình bác sĩ bình thản nói anh có thể chở bệnh nhân về được rồi bác sĩ nói vậy là sao ạ tôi thấy bác sĩ mới kiểm tra sơ qua cô ấy vẫn còn chưa tỉnh lại sao lại có thể để cô ấy xuất viện được à cô ấy không hề có bệnh tật gì hết tôi hỏi thật hai người là người yêu của nhau và đang giận dỗi nhau đấy à không phải vậy tôi và cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi nếu vậy thì khả năng cô gái này có tình cảm với anh nên mới giả vờ bị ốm để được anh quan tâm đấy anh nên khuyên cô ấy lần sau đừng nên làm như thế này nữa bệnh viện của chúng tôi khi nào cũng có rất nhiều bệnh nhân có bệnh thật tìm đến. Chỉ vì những người như cô ấy mà những bệnh nhân khác có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Lúc bác sĩ quay đi, Thành dù vẫn còn bàng hoàng nhưng vẫn cố gắng chấn tĩnh lại bản thân. Anh nghiêm giọng nói. Cô nghe bác sĩ nói rồi đấy chứ. Cô đừng giả vờ giả vịt nữa mà hãy mau ngồi dậy đi. Hương từ từ mở mắt ra. Thành thở dài định quay đi nhưng cô ta lì lợm nắm tay Thành lại. Anh đừng đi, dù sao anh cũng đã đến đây rồi, anh không thể dành cho em một ngày hôm nay của anh sao? Cô có biết vì cô mà bao nhiêu người bị ảnh hưởng không? Tôi có thể dùng chuyện này để đuổi cô ra khỏi công ty đấy. Rốt cuộc, tại sao anh lại khó khăn với em như vậy? So với cô ta, em có gì không bằng chứ? Anh không thể cho em một cơ hội được sao? Cô còn dám mở mồm so sánh giữa cô và hàng sao? hằng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện ngớ ngẩn gây ảnh hưởng đến người khác vì mục đích của bản thân hằng luôn hết mình trong mọi việc và đối xử tốt với mọi người cô thậm chí còn không bằng một góc của hằng cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa thì phần trăm mà tôi và cô thành đôi với nhau sẽ luôn bằng không cô hãy về nhà và đợi nhận quyết định buộc nghỉ việc đi nói là làm thành quay trở lại công ty ngay lập tức và ra quyết định nghỉ việc với hương nhưng ông đồng đã không chấp nhận ông chép miệng đây không phải là chuyện gì quá to lớn con nên bỏ qua cho con bé ấy một lần biết đâu con bé thật sự mệt nhưng đến bệnh viện không khám ra bệnh thì sao có phải mẹ lại nói giúp cho cô ta không phải đến khi có chuyện gì thật lớn xảy ra thì bố mới chịu đuổi việc cô ta à con chịu khó nhường nhịn mẹ một tí vì việc ở công ty mà bố đã đủ đau đầu rồi bây giờ hai mẹ con con còn chiến tranh lạnh với nhau như thế này nữa Bố thật sự không có sức để hòa giải nữa đâu. Tình hình của các thành viên trong gia đình ông Đồng quả thật rất khó khăn, mọi người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, không ai chịu thua ai và những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra. Khi Thành lớn tiếng mắng Hương, Hương khóc lóc và gọi điện tỉ tê với bà Năm. Cách duy nhất mà bà Năm nghĩ ra lúc này là làm cho ông Đồng phải thẳng tay sa thải Hằng. Có như vậy thì ông Đồng mới hoàn toàn đứng về phía Hương dự án sản phẩm mới của công ty sắp được thông qua để kích thích thêm khả năng mua của khách hàng. Phía phòng kế hoạch đã đề xuất sẽ có thêm chương trình tặng quà cho khách hàng. Số lượng quà tặng dự tính được đặt hàng sẽ là 10.000 phần quà. Thông qua cuộc họp ở công ty, mọi người đã đồng ý với đề xuất đó và chính tay Hằng là người đã xác nhận đặt hàng. Sau khi đặt hàng xong, Hằng in hợp đồng ra và trở thành phê duyệt. Cô đến phòng làm việc tìm Thành nhưng Thành không ở đó. Vì sự việc lần trước nên dĩ nhiên lần này Hằng không dám bàn giao lại những giấy tờ quan trọng cho Hương. Cô lại cầm hợp đồng quay về và đợi đến khi Thành có mặt, cô mới đưa cho Thành ký. Đến gần giờ cơm trưa, Thành quay lại công ty, anh đọc kỹ bản hợp đồng mà Hằng đã soạn thảo rồi đặt bút ký vào. Sau đó hai người cùng nhau ra ngoài dùng bữa. Bản hợp đồng vẫn được cất trong ngăn kéo của bàn làm việc của Thành. Vừa hay đúng lúc đó, văn phòng công ty lại gặp sự cố về điện. Hương cảm thấy như ông trời đang đứng về phía cô ta. Hương ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng chạy vào phòng làm việc của Thành. Cô ta đọc sơ qua bản hợp đồng rồi lén lút in lại một tờ quan trọng nhất trong hợp đồng. Đó là tờ ghi số lượng sản phẩm được đặt hàng. Từ 10.000, cô ta đã sửa đổi thành 1.000. Cô ta lấy trộm con dấu của Thành và đóng dấu vào đó. Đến khi Thành và Hằng quay trở lại Hằng cầm lấy hồ sơ rồi giao nộp cho bên nhà máy mà họ đặt hàng sản phẩm. Sau đó một tuần, sản phẩm mới sắp được tung ra thị trường. Bên nhà máy gọi điện lại cho Hằng và thông báo họ đã làm xong đủ số lượng đơn hàng. Hằng cùng loan xuống dưới tầng 1 để nhận kiểm hàng. Hằng thấy chỉ có một chiếc xe tải chở hàng đến. Cô tò mò hỏi chủ xe. Mấy xe hàng khác lát nữa mới đến hả chú? Làm gì còn xe hàng nào nữa đâu. Đây đã là tất cả rồi. Chú nói vậy là sao ạ? Bên cháu đặt hàng số lượng 10.000 mà Tôi được trưởng kho dặn dò giao đến tận đây Số lượng 1.000 con hàng thôi Có gì cô gọi điện cho các sếp lớn xem sao Nghe đến số lượng hàng được giao Chỉ 1.000 cái Hàng biết chắc chắn đã có sai lệch Hàng lập tức gọi điện cho bên phía công ty đối tác Và nhận được câu trả lời rằng Trong bản hợp đồng mà họ được nhận Số lượng chỉ có 1.000 Chứ không phải 10.000 như lời cô nói họ còn chụp lại đơn hàng mà bên hàng gửi tới. Quả thật chỉ có một nghìn. Trước khi tìm xem sai sót ở đâu, Hằng đã phải lập tức chạy đến xưởng sản xuất của họ và nhờ và họ có thể sản xuất thêm 9.000 sản phẩm và kịp giao trong vòng 3 ngày tới. Nhưng ngoài công ty Hằng, còn rất nhiều công ty khác đặt hàng và họ không thể nhận tiếp số lượng mới. Hằng lại phải chạy đôn chạy đáo khắp các công ty khác nhờ và họ làm thêm sản phẩm quà tặng nhưng không thể nào đủ số lượng hàng cần chỉ trong một vài ngày ngay khi sự việc hằng phạm sai sót lớn truyền đến tai ban giám đốc hằng đã bị gọi lên phòng họp để trình bày người đứng đầu cuộc họp đó đương nhiên là ông đồng bản hợp đồng trên máy tính vẫn còn nguyên vẹn cô trình ra trước mặt ban giám đốc và khẳng định mình đã ghi đúng số lượng sản phẩm thành cũng đứng ra làm chứng cho hằng con chính là người ký duyệt bản hợp đồng đó con đã đọc kỹ từng chữ một và con có thể khẳng định rằng bản hợp đồng đó không có bất cứ một sai sót gì cả." Ông đồng nghiêm giọng, "Nếu bản hợp đồng không có sai sót gì thì tại sao khi đến tay bên nhà máy sản xuất, số lượng của nó lại bị thay đổi? Chắc chắn có ai đó đã động tay vào bản hợp đồng. Hôm đó sau khi ký kết hợp đồng xong, con và hàng cùng nhau đi ăn, bản hợp đồng được để ở trong phòng con. Có lẽ lúc đó là lúc mà kẻ xấu đã lợi dụng và sửa lại hợp đồng. Chỉ cần trích xuất lại camera ngày hôm đó, là có thể tìm ra thủ phạm. Thành hy vọng có thể tìm ra thủ phạm đứng đằng sau việc này và minh oan cho Hằng. Nhưng khi anh xuống phòng an ninh và yêu cầu trích xuất camera, thì mới biết lúc đó ở công ty bị sự cố điện nên camera không hoạt động trong thời gian anh vắng mặt tại văn phòng. Không tìm được bất cứ điều gì để minh oan nên mọi tội lỗi lại một lần nữa đổ lên đầu Hằng. Hằng cũng không thể tìm được bằng chứng nào xác thực hơn để minh oan cho chính mình sau 30 phút bàn bạc, Hằng được ban giám đốc gọi vào một lần nữa. Ông Đồng nói rất dứt khoát. Ban giám đốc đã xem xét rất kỹ việc này và cho rằng đó là lỗi của cô Hằng phó phòng kinh doanh vì đã bàn giao hợp đồng thiếu chính xác cho bên nhà máy. Đây là một sai phạm lớn và gây ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Ngày ra mắt sản phẩm mới cũng sẽ phải lùi lại vì sai phạm này, nên những hình thức kỷ luật như cắt giảm lương hay hạ chức vụ không đủ mạnh để gian đe cho những nhân viên khác. Chính vì vậy, ban giám đốc đã quyết định bắt buộc thôi việc với cô Hằng. Cuộc họp kết thúc tại đây. Hình phạt đó là điều mà Hằng có thể mường tượng ra được khi cô không chứng minh được bản thân không làm sai. Hằng lặng lẽ chấp nhận nhưng Thành lại không đồng ý. Anh đứng lên bảo vệ Hằng. Nếu nói như vậy thì con cũng là người cần phải chịu trách nhiệm. Nếu ngay từ ban đầu bản hợp đồng của Hằng đã làm sai và con ký duyệt cho cô ấy thì con cũng nên bị phạt thỏa đáng mong mọi người hãy xem xét lại và đưa ra quyết định công bằng hơn. Người cuối cùng ra bản hợp đồng cho bên kia là Hằng, vậy nên Hằng phải chịu trách nhiệm, không có gì phải tranh cãi nữa. Ông Đồng tức giận bỏ ra khỏi phòng họp. Thành quay sang nhìn Hằng và an ủi cô. Em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Thành đi theo ông Đồng về phòng riêng của ông, anh lại tiếp tục năn nỉ ông. Bố không cảm thấy việc bắt Hằng một mình chịu hết trách nhiệm là sai sao? Vậy con còn muốn bố phải làm thế nào? Bố hãy để con chịu trách nhiệm đi. Không thể nào có chuyện đó được, con nên nhớ rằng, tuy cái công ty này bố con mình là cổ đông lớn nhất, nhưng còn rất nhiều cổ đông khác nữa. Nếu bây giờ con nhận tất cả lỗi sai về con thì chắc chắn sẽ có những kẻ lợi dụng chuyện này để hạ bệ bố con mình. Về sau, họ sẽ còn lôi lại chuyện này ra để cản đường con lên làm chủ tịch. Bố không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Và nói thẳng ra, con Hằng cũng đã làm sai Nó phải chịu phạt như vậy là đúng thôi Bố còn nhiều việc phải giải quyết lắm Con mau ra ngoài đi Ông Đồng sai thư ký mới lôi Thành ra ngoài Và không cho anh thêm cơ hội để thuyết phục ông Thành lại chạy nhanh đến phòng kinh doanh tìm Hằng Anh thấy cô đang ôm một gói đồ đạc Và bước ra Ánh mắt Hằng đượm buồn Thành nắm lấy tay cô Em đang làm cái gì đây Em định rời đi trong oan ức như vậy sao Công ty đã chịu thiệt hại nhiều vì em Em không thể biện minh. Anh là người có thể chứng minh em không hề sai. Em hãy đợi anh thêm một vài ngày nữa, anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại em. Nhưng dù vậy, bây giờ em cũng không được phép ở đây. Quyết định thôi việc đã được đưa lên trên trang chủ của công ty rồi. Cảm ơn anh vì đã nói sẽ làm hết sức mình để minh oan cho em. Nhưng anh còn rất nhiều việc làm mà. Anh đừng để chuyện này làm phân tâm và gây ảnh hưởng xấu đến anh chỉ sau một ngày hằng đã mất đi công việc mà cô cố gắng bấy lâu nay cô thấy oan ức lắm chứ nhưng bây giờ cô chẳng thể làm gì được ngoài việc chấp nhận những lỗi lầm không phải do cô gây ra hằng tự động viên bản thân rằng cô sẽ có thể sớm tìm được việc ở công ty khác cô sẽ hy sinh vì tương lai của người cô yêu thế nhưng thành lại không hề mong muốn điều đó từ tận sâu trong thâm tâm anh luôn muốn được bảo vệ cô người mà thành nghi ngờ nhất bây giờ chính là hương Trước đây cô ta đã từng hãm hại Hằng một lần, nay cô ta lại làm việc ở trước phòng của Thành. Thành đi đâu, làm gì, có mặt ở văn phòng hay không, cô ta đều nắm rõ, cô ta có đủ động cơ để hại Hằng. Thành không nề hà mà thẳng thừng gọi Hương vào phòng đối chất. Hương vẫn bày ra bộ mặt ngây thơ. Anh cần em giúp gì cho anh à? Là cô làm đúng không? Anh đang muốn nói điều gì thế hả? À? Tôi đang nói chuyện hợp đồng. Ngoài cô ra còn ai làm ra cái trò tiểu nhân này nữa em biết anh ghét em nhưng anh đừng vô lý thế chứ anh có bằng chứng gì để chứng minh những lời mà anh nói không chính vì tôi chưa có bằng chứng nên bây giờ cô vẫn còn đang nhởn nhơ ở đây và thách thức tôi tối mà có bằng chứng thì tôi đã tống cổ cô ra khỏi đây rồi rốt cuộc cô làm ra chuyện này để nhận được điều gì tôi chỉ càng ngày càng cảm thấy ghét và kinh tởm cô hơn mà thôi cứ cho là em không có cơ hội để đến được với anh đi nhưng bây giờ có lẽ Hằng cũng không có cơ hội để đến với anh nữa đâu. Bác Đồng là người làm kinh doanh. Đời nào bác ấy chấp nhận một cô con dâu làm ra chuyện gây thiệt hại cho công ty được chứ? Anh thử suy nghĩ lại về em đi. Tuy công ty nhà em mới chỉ thành lập được 2 năm nhưng hoàn toàn có tiềm năng phát triển lớn mạnh. Anh và em lấy nhau thì tương lai của cả hai gia đình và của cả hai chúng ta đều rộng mở hơn. Anh còn mong chờ điều gì hơn nữa? Tôi chẳng hề mong tương lai của tôi sẽ có cô trong đó đâu. Người duy nhất mà tôi cần là Hằng mà thôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra bằng chứng. Cô hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Trước mặt Thành, Hương tỏ ra không sợ hãi và hành động như thế cô ta vô tội. Nhưng khi bị Thành đe dọa như vậy, trong lòng cô ta đang rất bất an. Hương lập tức chạy ra cửa hàng in ở trước cửa công ty để đút lót cho người chủ cửa hàng. Nếu như có ai tìm đến hỏi Han xem cô có đến in ấn tài liệu gì hay không thì chú ấy sẽ nói dối giúp cô nhưng không may cho hương thành đã cử hùng đi theo cô và biết được cô đã từng ghé đến đó in tài liệu vào ngày công ty gặp sự cố điện nhưng từng đó là chưa đủ để kết tội hương bởi cô ta có thể dễ dàng biện minh rằng cô ta đến đó chỉ để in những giấy tờ khác thành lại bắt đầu dò hỏi những nhân viên ở gần phòng anh xem có ai có hành động bất thường nào hay không nhưng không ai nhận ra điều gì ngay lúc đó cô tạp vụ chuyên dọn phòng cho thành lại đi cùng thang máy với anh đứng bên cạnh thành cô ấy đã nghe hết mọi chuyện sau một hồi băn khoăn cô tạp vụ đã bắt chuyện với thành thưa giám đốc thành quay lại nhìn cô ấy cô có chuyện gì muốn nói với cháu ạ à? có phải giám đốc mất giấy tờ gì quan trọng không cô đã biết gì về chuyện đó sao ạ à? cô có thể nói rõ cho cháu biết được không chuyện là mấy hôm trước đứa cháu gái của tôi bị ốm nên tôi phải đưa nó vào viện rồi đến giờ trưa mới bắt đầu đến công ty làm việc tôi đã nhìn thấy cô thư ký của giám đốc nhìn ngó xung quanh rồi lẻn vào phòng của giám đốc cô nói thật sao vì tôi là người dọn dẹp chính trong phòng của giám đốc nên tôi rất sợ khi giám đốc bị mất mát thứ gì đó tôi sẽ phải chịu trách nhiệm thế nên hôm đó tôi đã quay video lại giám đốc có thể mở ra xem cô tạp vụ mở điện thoại ra và cho Thành xem những gì cô ấy quay được. Đoạn video đó chính là điều mà Thành cần nhất trong thời điểm hiện tại. Anh mừng rỡ vì hành động xấu xa của Hương đã bị quay lại toàn bộ. Thành cảm ơn cô tạp vụ và xin phép mở lại cuộc họp. Người bị gọi lên họp lần này là Hương. Đứng trước đám đông và những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm chĩa thẳng vào mình, Hương trở nên sợ hãi. Đoạn video đó được chiếu lên trong cuộc họp. Hương im lặng không nói được bất cứ lời bao biện nào. Ông Đồng thở dài. Suốt cuộc thì, sao cô lại làm như vậy? Khi bị dồn vào bước đường cùng, Hương vì không muốn bị chỉ trích và bêu xấu nên đã khai ra đồng bọn của mình. Chính bác Năm đã bảo cháu làm như vậy. Chuyện này không phải là ý tưởng của một mình cháu. Mặt ông Đồng nóng bừng lên như lửa. Ông nghiến rằng. Tôi không xét đến ý tưởng của ai, nhưng chính cô là người đã thực hiện Cô sẽ phải chịu trách nhiệm. Cô mau rời khỏi công ty của tôi ngay. Nếu cô còn nhiều lời nữa, tôi sẽ bắt cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì đã cản trở công việc kinh doanh. Hình phạt thỏa đáng mà ông Đồng đưa ra khiến Thành hài lòng. Anh lại hỏi ông Đồng về chuyện của Hằng. Vậy còn Hằng thì sao ạ? Con liên lạc với con bé đi làm lại đi. Bố sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi với nó. Dạ, con cảm ơn bố. Thành vội gọi điện cho Hằng để thông báo với cô rằng anh đã tìm được thủ phạm và cô có thể quay lại công ty làm việc. Hằng đương nhiên rất vui mừng vì có thể lấy lại được danh dự cho bản thân. Khi nghe đến thủ phạm là Hương, cô quả thật không thể hiểu nổi sao Hương lại có thể làm đến mức đó. Hương đã phải xách hết đồ đạc ra đi trước những ánh nhìn dè bỉu và những lời nói cay nghiệt của mọi người. Với những chuyện cô ta đã gây ra thì những điều đó chẳng có gì là quá quắt. Cô ta xứng đáng bị như vậy công việc ở công ty đã giải quyết xong, nhưng công việc gia đình thì vẫn còn đang giang dở. Ông Đồng về nhà và nói chuyện nghiêm túc với bà Năm. Ông Đồng không phải vì sợ bà Năm mà ông làm theo những điều bà nói, mà vì ông thương bà, chiều chuộng bà nên mới nghe lời bà. Trong chuyện này, bà Năm đã hành động quá đáng và khiến ông Đồng thất vọng. Ông Đồng nghiêm giọng với bà Năm. Bà đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm chuyện ấu trĩ như thế? Bà có biết công ty đã rất lao đao tôi phải tìm đến từng cổ đông để nói dối và bao che cho bà không? Có mỗi chuyện còn còn đó mà ông cũng lớn tiếng với tôi à? Đến giờ này mà bà vẫn chưa chịu nhận sai à? Còn cứng đầu cứng cổ chối cãi à? Tôi không công nhận đấy. Chẳng phải công ty vẫn chưa thiệt hại gì sao? Ông còn lôi lại chuyện này để nói làm gì? Tôi đã hiểu. Vì sao mà thằng Thành nhất quyết muốn cưới cái hàng làm vợ chứ không phải là con Hương rồi? Còn Hương nó không phân biệt được đúng sai và làm theo những lời bà nói. Nó không xứng đáng để làm con dâu tôi. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ tác hợp cho Thành và Hằng kết hôn với nhau. Tuyệt đối không thể nào tôi để cho chuyện đó xảy ra được. Bà đã làm sai thì bà không có quyền để ban về chuyện này nữa. Nếu ông cứ khăng khăng làm như vậy thì tôi sẽ bỏ đi thật đấy. Tùy bà, muốn làm gì thì làm. Bình thường, khi hai người cãi nhau, ông Đồng sẽ là người xuống nước trước, nói lời xin lỗi. Nhưng hôm nay, ông không còn làm như vậy nữa ông đồng muốn bà năm phải nhận lỗi vì những gì bà đã làm cái tôi của bà năm vẫn rất lớn bà đùng đùng nổi giận và sắp xếp hành lý bỏ đi ông đồng nhìn thấy nhưng không nói gì và cũng không hề ngăn cản bà trong lúc này thành lại phải ra sức khuyên nhủ mẹ mẹ bình tĩnh lại đi chuyện này mẹ đã làm sai mẹ hãy xin lỗi bố rồi bố sẽ bỏ qua cho mẹ thôi bố con đuổi mẹ đi sao mẹ phải xin lỗi ông ấy chứ bố có đuổi mẹ đi đâu là mẹ tự đòi đi đấy chứ hai bố con cứ ở nhà sống sung sướng đi mẹ sẽ lên chùa sống. Bà Năm nặng nặc làm theo ý mình, bà cứ tưởng ông đồng sẽ bị bà gây áp lực mà xin lỗi và can ngăn bà. Bà có quay đầu nhìn lại và thấy ông đồng đang ngồi trong phòng khách thong thả uống chén nước trà. Ngày nào ở chùa bà Năm cũng trông ngóng ông đồng sẽ chở ô tô đến đón bà về, nhưng chỉ có Thành và Hằng tới thăm bà. Hai người liên tục khuyên bà nên quay về nhà, nhưng bà nhất định không chịu bản năm còn nhìn hàng với ánh mắt chán ghét chắc bây giờ cô đang thấy vui lắm nhỉ tôi bị đuổi ra khỏi nhà còn cô sắp đường đường chính chính được vào nhà tôi bác đừng nói như vậy cháu thật sự mong bác quay về cháu và anh thành đang đợi bác đồng ý rồi mới chọn ngày làm lễ cưới cháu biết cháu có nhiều thiếu sót nhưng cháu vẫn mong bác hãy cho cháu một cơ hội cái gì cháu còn chưa biết cháu cũng mong được bác bảo ban để hoàn thiện hơn bà Năm vẫn cứng đầu cứng cổ ở lại chùa. Nhưng hóa ra đó cũng là một quyết định đúng đắn. Các sư thầy hàng ngày tụng kinh và giảng đạo lý đã giúp bà Năm nhận ra mình đã sai ở đâu. Mỗi tuần vào ngày nghỉ, Hằng và Thành vẫn đều đặn đến chùa để thăm bạn Năm. Sự chân thành và nỗ lực của Hằng cuối cùng cũng đã chạm đến được trái tim bạn Năm. Nhất là khi người mà bà Năm từng rất ưng ý cho vị trí con dâu là Hương lại không hề xuất hiện thăm bà lấy một lần. Bà đã hiểu ai mới là người thật sự có lòng với mình cuối cùng bà năm cũng đã chịu về nhà sau hơn một tháng bà xin lỗi ông đồng dĩ nhiên chỉ cần lời nói đó của bà ông đồng đã bỏ qua tất cả và đối xử với bà như xưa thành và hằng ngồi đối diện thấy bố mẹ đoàn tụ với nhau họ cũng rất vui mừng ánh mắt bà năm hiền hậu bà cất lời mẹ đồng ý cho hai đứa đến với nhau mẹ sẽ nhanh chóng đi chọn ngày vô quy thật đẹp cho hai đứa dạ bọn con cảm ơn mẹ hôm nay bà năm trở về cũng là lần đầu tiên họ cùng nhau ăn cơm khi tâm hồn họ đã thấu hiểu nhau họ cởi mở hơn và cho phép đối phương đến gần mình bà năm giờ đây đã hoàn toàn thay đổi và coi trọng những người ở xung quanh bà bà năm gắp cho hằng một miếng thức ăn hai người trao đổi ánh mắt với nhau và nhìn nhau cười rạng rỡ Cảm ơn quý vị đã lắng nghe trọn bộ chuyện vừa rồi của chúng tôi. Quý vị hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở cuối video nhé. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ chuyện mới nhất sẽ được chúng tôi cho ra mắt liên tục trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.